Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 2201, gió tanh 2. Trương đại quan nhân cũng lười tiếp tục lau chữ trên tường, chờ ngày mai trời sáng đã rồi tính, hắn bởi vậy mà nghĩ ra một chủ ý, phải chụp lại hành động của đám hỗn đản rồi đưa lên báo, cho hành vi của họ ra ánh sáng. Trương đại quan nhân trở lại nhà nằm không được bao lâu thì bên ngoài lại bắt đầu có động tĩnh, người người thông qua microphone kêu gọi, đồng chí Trương Dương. Anh thân là cán bộ vì quốc gia, đối kháng với chính sách của quốc gia, gây trở ngại cho công vụ của quốc gia, anh chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn ư? Anh không thấy mình có lỗi với danh hiệu đảng viên sao? Trương đại quan nhân bỗng nhiên ngồi bật dậy, con mẹ nó, đám chó chết này thật đúng là chiêu số ùn ùn, ngay cả chiêu số kêu gọi quân địch trước giải phóng cũng dùng tới. Cái này gọi là tâm lý chiến, nếu trên vũ lực không chinh phục được mình, bọn họ lại dùng phương pháp chiến tranh tinh thần để quấy nhiễu giấc ngủ của mình. Khiến mình bị vây trong trạng thái mệt mỏi cao độ, công tâm vi thượng, thật đúng là âm hiểm. Trương đại quan nhân lại nghe thấy bên ngoài có tiếng xe máy vang lên, hắn thực sự tức giận rồi, cầm cán chổi lên, lần này cho dù bọn họ cưỡi xe máy bỏ chạy thì cũng nhất định phải đuổi theo bọn họ, không chỉnh họ một trận thì không được. Trương đại quan nhân sải bước ra cửa, còn chưa đi tới trước cửa lớn thì đã ngửi thấy một mùi tanh, hắn lập tức đoán được gì đó, mẹ kiếp, đám chó chết này đúng là bất chấp thủ đoạn. Hắn lần này không lựa chọn ra ngoài từ cửa lớn mà là bay lên không nhảy lên tường vây, mượn ánh trăng nhìn thấy chỗ cửa lớn đã bị người ta đổ một đống thứ màu trắng vàng. Trương đại quan nhân bị chọc giận triệt để rồi, từ xa một chiếc xe máy đang nổ, trên xe máy có hai người, bọn họ là chơi trốn tìm với Trương Dương, chỉ cần Trương Dương ra thì bọn họ sẽ bỏ chạy, dựa vào chiếc xe máy này, cho rằng Trương Dương không thể đuổi kịp bọn họ. Nhìn thấy Trương Dương đứng trên tường vây. Tên tiểu tử lái xe vội vàng nẹt bô, rõ ràng đang thị uy với Trương Dương. Trương đại quan nhân nhảy từ trên tường vây xuống. Tên lái xe nhìn thấy Trương Dương nhảy xuống thì lập tức đạp ga phóng xuống dưới núi. Trương đại quan nhân vừa rồi là thả cho họ, với thủ đoạn của hắn, đối phó với hai tên côn đồ này thì dễ như trở bàn tay. Hắn nhặt một viên gạch lên, phù một tiếng ném vào bánh sau của xe máy. Chỉ nghe bùm một tiếng, bánh sau của xe bị ném trúng. Lập tức lệch khỏi quỹ đạo, tên lái xe liều mạng chỉnh lại tay lái, nhưng vẫn không thể khống chế được, xe máy nghiêng nghiêng rồi đâm vào cây đại thụ bên cạnh, hai người kêu thảm té lăn trên đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không chờ bọn họ từ dưới đất bò dậy, Trương Dương đã tới trước mặt bọn họ, giơ cán chổi trong tay lên, bốp một phát nện lên đầu tên lái xe, đập cho thằng cha này mắt nổ đom đóm, mặc dù có mũ bảo hiểm đỡ hộ, nhưng hắn vẫn thấy đầu óc choáng váng. Lắc la lắc lư như uống say, lao lên muốn bỏ chạy, nhưng thế nào lại đâm trúng cây, ngã chồng vó lên trời. Trương đại quan nhân buồn cười, không ngờ lại là loại trộm ngu tới vậy. Tên tiểu tử ngồi sau cũng đứng lên muốn chạy trốn, Trương đại quan nhân giơ gậy lên, gạt chân hắn, khiến hắn lại ngã xuống đất. Nhìn hai người nằm trên đất rên rỉ không ngừng, Trương đại quan nhân cũng đỡ tức hơn rồi, dùng gậy chỉ vào mặt bọn họ rồi nói, đánh du kích với tao à? Sao không hắt nước đái lên mà xem trình của chúng mày? Tên lái xe vẫn ôm đầu choáng váng không thôi, tên người trẻ tuổi dáng người hơi béo còn lại thì nói, vị đại ca này, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi là đi ngang qua thôi, chúng tôi không làm gì cả. Nói còn chưa dứt lời thì, bóng trắng nhoáng lên một cái, cán gậy lại nến đúng đầu hắn, khiến cho thằng cha này đau đến nỗi hai tay ôm đầu, lớn tiếng kêu thảm thiết. Trương Dương nói, ngại quá, tôi cũng không làm gì cả. Cây gậy này sao không nghe lời nhỉ? Hắn vung gậy liên tục đánh lên đầu hai người, đánh cho hai tiểu tử này liên tục nhảy cẫng lên, luôn miệng xin tha. Trương đại quan nhân cảm thấy cũng đỡ tức rồi, lúc này mới dừng tay nói, hai anh đều là người của ban di rời Tây Kinh ư. Hai người lắc đầu như đánh trống bỏi, không phải, không phải, chúng tôi chỉ là hai người thất nghiệp. Trương đại quan nhân nói, không phải nói thật, thôi, tôi cũng không bức hai anh. Uế vật ở trước cửa là hai anh ném đúng không? Hiện tại đi rửa sạch sẽ cho tôi, tất cả chữ viết trên tường cũng phải lau khô cho tôi mặc kệ các anh dùng phương pháp gì, quét cũng được ăn cũng được, nói tóm lại là tôi cho các anh nửa tiếng, phải rửa sạch Hương Sơn biệt viện từ trong ra ngoài, về phần tổn thất đã tạo thành thì chúng ta lát nữa sẽ tính. Hai người hiện tại biết gặp phải người khó chơi rồi, tên lái xe vẻ mặt cầu xin nói, đại ca, là hai chúng tôi có mắt như mù, chúng tôi sẽ rửa sạch. Chúng ta bồi được không? Nhưng anh cho chúng tôi thêm một chút thời gian đi. Trương đại quan nhân trợn mắt, nói ít thôi, nửa giờ nếu vẫn chưa rửa sạch. Ánh mắt của Trương đại quan nhân hướng về phía chiếc xe máy trên mặt đất,
giơ gậy lên, không ngờ chọc thủng bình xăng. Hai tên tiểu tử đồng thời hít một hơi lạnh, khập khiễng đi đến Hương Sơn biệt viện. Hai người vừa đi còn vừa quay đầu lại nhìn, bọn họ là đang tìm đồng lõa, nhưng lúc này chẳng có động tĩnh gì cả. Trương Dương lớn tiếng nói, đều con mẹ nó nghe rõ cho tôi, ai còn dám giở trò với tôi, chỉ cần để tôi bắt được, tôi sẽ vặn gãy cổ các anh. Người ta ở dưới áp lực thường thường có thể phát huy ra tiềm năng lớn nhất của bản thân, hai tiểu tài cũng không ngờ mình còn có thiên phú lớn như vậy về phương diện quét dọn vệ sinh, không đến nửa giờ đã quét dọn sạch sẽ trong ngoài Hương Sơn biệt viện. Trương đại quan nhân cầm gậy của hắn, kiểm tra thành quả quét dọn của hai người. Hai người cung kính nói, đã quét dọn xong rồi, có thể thả chúng tôi đi được chưa? Trương Dương cười nói, cửa sổ bị đập vỡ của tôi thì sao nhỉ? Người trẻ tuổi hơi béo nói, chúng tôi đền, chúng tôi đền. Hắn từ trong ví lấy ra 200 đồng, chúng tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Trương Dương nói, tôi không có hóa đơn, các anh tìm người của ban di rời mà đòi chi phí nhé. Tên lái xe nói, thôi không cần, ngàn sai vạn sai đều là của chúng tôi mà. Lúc này đầu óc hắn đã tỉnh táo lại rồi. Người kia nói, đúng vậy, là hai anh em chúng tôi có mắt như mù, chúng tôi tưởng nơi này không có ai cho nên muốn làm mấy trò cho vui, không ngờ lại có anh ở đây. Trương đại quan nhân cười ha ha, hai người cũng cười theo, nhưng nụ cười của Trương đại quan nhân đột nhiên thu liếm, giơ gậy lên phân biệt gõ cho mỗi người một cái, đánh cho hai người phải hét thảm mà ngồi xuống. Trương Dương nói, tưởng tôi là trẻ con lên ba à, đều là cái bọn của ban di rời sai khiến cả, giờ con mẹ nó không ngờ còn đứng đây giả ngu với tôi bảo này, hai anh là giả ngu hay là ngu thật đấy? Hai người vẻ mặt cầu xin, không ai dám lên tiếng, sợ nói ra là lại làm Trương Dương tức giận. Chương 2202, gió tanh 3. Trương Dương nói, vừa rồi còn có hai người nữa, bọn họ đi đâu rồi? Lái xe nói, không biết. Chúng tôi thật sự không biết, bí. Bí thư Trương, chúng tôi có mắt không tròng, về sau chúng tôi cũng không dám nữa, liền đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi đi. Hắn những lời này của hắn đã chứng minh, bọn họ biết rõ ràng thân phận của Trương Dương. Trương Dương nói, thả các anh cũng được, có điều các anh dù sao cũng phải nói thật với tôi chứ. Khai thật ra đi, các anh không phải người của ban di rời khu Tây Kinh. Rốt cuộc là ai phái các anh tới? Hai người cùng nhau lắc đầu, chúng tôi quả thực không phải, chúng tôi thực sự không có chút liên quan gì tới ban di rời. Trương đại quan nhân cười lạnh nói, xem ra hôm nay không cho các anh nếm thử một chút đau khổ thì các anh sẽ không nói thật với tôi rồi. Tên trẻ tuổi hơi béo nói, bí thư Trương, ngài cho dù là đánh chết chúng tôi thì chúng tôi cũng không phải là người của ban di rời. Trương đại quan nhân nói, con mẹ nó đúng là có chút khí khái liệt sĩ, đánh chết cũng không nói ư. Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe thấy ở trong núi rừng xa xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Cái này gọi là tràn ngập sợ hãi, giữa đêm khuya đột nhiên vang lên, khiến ai cũng giật thót. Trương đại quan nhân phân biệt phương hướng của thanh âm, cười lạnh nói, cố lộng huyền hư. Chờ tôi tóm được họ rồi sẽ tính sổ với các anh. Hắn vươn tay ra chế trụ huyệt đạo của hai người, phóng tới chỗ truyền ra thanh âm, mấy động tác rất nhanh, thoáng cái đã ở ngoài trăm trượng, Trương đại quan nhân tiến vào mảng núi rừng đó. Gió núi vi vút, rung cho lá cây cũng phát ra những tiếng rít, trong gió núi mơ hồ mang theo mùi máu tanh, Trương Dương không khỏi rùng mình một cái, một loại cảm giác mạc danh kỳ diệu khiến hắn khẩn trương, hắn xoay người lại, nhìn thấy phía sau không có ai, ngẩng đầu lên, tầng mây trong trời đêm không biết từ khi nào đã che khuất cả vầng trăng. Trương Dương dùng gậy trong tay gạt nhánh cây phía trước, bước chân trở nên chậm rãi mà ngưng trọng, càng đi mùi máu tanh càng nồng, cuối cùng hắn dừng chân. Bởi vì hắn một màn kinh người phía trước, hai nam tử bị treo ngược trên cây, cổ họng của hai người đều bị cắt đứt, máu tươi không ngừng chảy xuống, đã tụ thành một vũng máu dưới đất. Trương đại quan nhân tuy rằng không tới gần, nhưng cũng ý thức được hai người đã chết rồi. Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, cấp tốc xoay người chạy như điên về phía biệt viện, mình 10 phần có 9 trúng kế điệu hổ ly sơn của người khác rồi. Hắn vừa mới chạy tới ngoài bìa rừng thì lại nghe thấy một tiếng hét thảm. Hai người vừa rồi bị hắn chế trụ huyệt đạo, hiện giờ mềm nhũn nằm ở cửa lớn, Trương Dương tới bên cạnh bọn họ, dùng tay sờ động mạch cổ của họ, nhịp tim của hai người đã ngừng đập, kiểm tra nguyên nhân tử vong của bọn họ, không ngờ là bị người ta bẻ gãy xương cổ. Trương đại quan nhân chưa bao giờ nghĩ tới tối nay lại xảy ra một trận giết chóc ở ngoài Hương Sơn biệt viện như vậy, bốn tính mạng trong nháy mắt đã biến mất khỏi nhân gian, sát thủ hiển nhiên là vào lúc Trương Dương đang đối phó với hai người này thì bắt hai người còn lại.
giết chết bọn họ, còn cố ý để họ phát ra tiếng kêu thảm thiết, lợi dụng tiếng kêu thảm thiết của bọn họ để dẫn dụ Trương Dương đi. Sau khi Trương Dương tiến vào trong rừng thì sát thủ nhân cơ hội tới ngoài Hương Sơn biệt viện giết chết hai nam tử bị Trương Dương chế trụ huyệt đạo nên không thể di động. Trên bầu trời một đạo thiểm điện xẹt qua, theo đó là một tiếng sấm nặng nề, Trương đại quan nhân từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ gặp phải trường hợp quỷ dị như vậy. Trong đương thế, người có thể dưới mí mắt hắn thần không biết quỷ không hay giết chết bốn người mà không hề để bại lộ tung tích có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Dương nhanh chóng trở lại trong nhà, tìm di động của mình, phải báo cảnh sát, chuyện phát triển đã vượt qua ý liệu của Trương Dương. Trước khi hình cảnh của phân cục Tây Kinh chạy đến hiện trường, một hồi mưa to đã ập tới bất ngờ, trận mưa to này đã phá hoại nghiêm trọng hiện trường. Đại đội trưởng hình cảnh phân cục Tây Kinh Vu Cường Hoa đội mưa tới khảo sát hiện trường, từ hiện trường rất khó tìm ra manh mối hữu dụng. Trương đại quan nhân lặng lặng ngồi trong phòng khách, trong khoảng thời gian này hắn đã tìm hiểu rõ ràng, cũng cân nhắc tới hậu quả xấu nhất có thể xảy ra. Vu Cường Hoa đội mưa tới gần phòng khách, hắn cởi bỏ áo mưa trên người, sửa sang lại tóc một chút rồi tới trước mặt Trương Dương, nhìn thấy Trương Dương vẻ mặt trấn định thì gật đầu nói, đồng chí Trương Dương, tôi là đội trưởng đại đội hình cảnh phân cục Vu Cường Hoa. Trương Dương vươn tay về phía hắn, hạnh ngộ. Vu Cường Hoa do dự một chút, vẫn bắt tay với Trương Dương, khi bắt tay, hắn cẩn thận quan sát Trương Dương một chút, phát hiện trên người không hề có vết máu. Trương Dương nói, mời ngồi. Vu Cường Hoa nói, đồng chí Trương Dương, anh là chủ nhân của tòa Hương Sơn biệt viện này à? Trương Dương gật đầu nói, đúng vậy. Bên ngoài đã chết bốn người, anh chắc biết chứ? Trương Dương, nói biết, các anh sở dĩ tới đây chính là vì tôi đã báo cảnh sát. Vu Cường Hoa nói, có thể giải thích một chút không? Trương Dương không hề giấu giếm, kể lại toàn bộ tình huống phát sinh tối nay cho Vu Cường Hoa, hắn cũng biết chuyện này nghiêm trọng, cho nên mỗi một chi tiết đều tận lực nói rõ. Vu Cường Hoa nghe rất nghiêm túc, cảnh sát ở bên cạnh cũng ghi chép lại. Vu Cường Hoa, nói anh là nói, bốn người này tất cả là người chúng tôi ban di rời khu Tây Kinh ư. Trương Dương nói, trước mắt tôi cũng không thể chứng thực, chỉ là bốn người này tôi trước đây chưa hề gặp, tối nay tới đây quấy rối, muốn tôi rời khỏi căn nhà này, hơn nữa dùng microphone hò hét, còn bôi bẩn ở trước cửa, vẽ loạn lên tường vây, tôi bắt được hai người, bắt họ làm vệ sinh thật sạch. Hai người còn lại thì tôi không hề nhìn thấy. Vu Cường Hoa lại hỏi vài câu về chi tiết nào đó, sau đó nói, đồng chí Trương Dương, cảm ơn anh đã phối hợp với công tác của chúng tôi hy vọng trước khi chuyện này được làm sáng tỏ, anh tạm thời không rời khỏi nơi này. Trương Dương nói, ý của anh là đã liệt tôi vào đối tượng bị hiềm nghi trong vụ mưu sát này. Vu Cường Hoa thản nhiên nói, trước mắt chúng tôi ở hiện trường không hề phát hiện tung tích của người khác. Cho nên chúng tôi không thể bài trừ anh bị hiềm nghi trong chuyện này. Trương Dương nói, nếu chuyện này có liên quan tới tôi thì tôi có chủ động báo cảnh sát không? Vu Cường Hoa, báo cảnh sát cũng không thể chứng minh anh không liên quan gì tới vụ mưu sát này. Đồng chí Trương Dương, anh đừng nghĩ nhiều, tôi cam đoan với anh, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ. Trương đại quan nhân không ngờ từ di rời Hương Sơn biệt viện lại diễn hóa thành một hồi giết người, có điều chuyện nếu đã xảy ra thì hắn nghĩ nhiều cũng vô dụng. Dứt khoát thành thành thật thật trở về phòng ngủ, giờ thì không lo có ai quấy rầy nữa rồi, Vu Cường Hoa đã đặc biệt an bài hai hình cảnh phụ trách canh gác ở ngoài cửa. Trời mưa cả một đêm, tới hừng đông thì đột nhiên ngừng lại, giống như mưa rơi lúc trước cũng không hề có dấu hiệu gì. Trương đại quan nhân ngủ thật sự rất ngon, thằng cha này tuyệt đối là người trong lòng có thể chứa chuyện, xảy ra chuyện lớn như vậy, bốn mạng người đã chết mà hắn vẫn ngủ ngon. Trái lại đám cảnh sát thì không tốt số như vậy. Cả buổi tối đi dò xét hiện trường, chẳng những chỉ hiện trường giết người mà còn phải điều tra trong ngoài Hương Sơn biệt viện cả một lượt. Tới lúc 9 giờ thì có người gõ cửa đánh thức Trương Dương, Trương đại quan nhân mặc quần áo rồi ra ngoài. Vu Cường Hoa ở trong sân chờ hắn. Trương Dương duỗi lưng, ngáp một cái rồi đi tới bên cạnh Vu Cường Hoa, Vu đại đội, cả đêm không ngủ à? Vu Cường Hoa nói, chúng tôi bỏ cả đêm để điều tra chuyện này. Mấy tình huống anh nói trên cơ bản cũng tương xứng với tình huống chúng tôi thăm dò được. Bốn người này đích xác là công tác cho ban di rời khu Tây Kinh, có điều bọn họ không có biên chế chính thức, không có quan hệ tổ chức với ban di rời. Trương Dương nói, đều là dám du côn vô lại trên xã hội, nhìn hành vi của họ là tôi biết, tôi bực lắm, ban di rời vì sao lại đi dính dáng tới bọn này. Vu Cường Hoa nói, hai cỗ thi thể bị treo trong rừng cây đều là cổ họng bị cắt, hung khí chắc là đao kiếm sắc bén gì đó. Từ kết quả giám định pháp y cho thấy, hung thủ làm chuyên nghiệp,
hơn nữa còn rất máu lạnh vô tình. Hắn nhìn Trương Dương một cái rồi nói, ở hiện trường phát hiện một số dấu chân của anh. Trương Dương nói, tôi không phải đã nói với anh rồi ư, lúc ấy tôi bị tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tới, nhưng tôi nhìn thấy hai cỗ thi thể này thì dừng chân, không tiếp tục tiến về phía trước nữa. Phu Cường Hoa nói, không sai, kết quả khám tra hiện trường cũng đúng như lời anh nói, trong phạm vi 10 thước chung quanh thi thể không hề phát hiện dấu chân của anh, nhưng... Phu Cường Hoa tạm dừng một chút rồi nói, chúng tôi cũng không phát hiện dấu chân của bất kỳ ai khác. Trương Đại Quan Nhân nói thế chẳng khác nào không nói gì, vẫn là tôi bị hiểm nghi lớn nhất. Chương 2203, gió tanh 4. Phu Cường Hoa nói, hai nam tử chết ở cửa lớn, xương cổ của bọn họ là bị người ta bẻ gãy, pháp y căn cứ vào tình huống chịu lực của phần cổ có thể phán đoán ra hình dáng đại khái của tay. Phu Cường Hoa dở một tờ giấy ra trước mặt Trương Dương. Bên trên vẽ một hình bàn tay, Trương Đại Quan Nhân úp tay lên, tay hắn hiển nhiên là to hơn bàn tay này nhiều. Phu Cường Hoa nói, bàn tay này rất nhỏ, bàn tay của nam nhân bình thường sẽ không thể nhỏ như vậy, rất có thể là tay của nữ nhân, nhưng nữ nhân nào lại có lực lượng cường hãn như vậy, một phát có thể bẻ gãy xương cổ của hai nam nhân. Hai hàng lông mày C Trương Đại Quan Nhân nhíu chặt lại, đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng lại hiện ra quỷ dị thân ảnh quỷ dị. Phu Cường Hoa nói, chúng tôi ở trong rừng cây còn tìm được một sợi vải, sau khi đối chiếu với tất cả quần áo của anh thì trên cơ bản đã bài trừ khả năng chính là từ trên quần áo của anh. Trương Đại Quan Nhân nghe đến đây thì không khỏi bật cười, nghe ra thì đối với tôi mà nói hình như là tin tức tốt. Phu Cường Hoa nói, anh thiếu động cơ giết người, cho nên, điều tra của chúng tôi ngay từ đầu đã theo phương hướng chứng minh anh vô tội. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi dám cam đoan, phán đoán của các anh là chính xác tuyệt đối. Tôi không cừu không oán với bốn người họ, nếu nói đánh bọn họ một trận thì tôi khẳng định sẽ làm, nhưng vẫn chưa tới mức đi giết họ. Nghe thấy đối phương không liệt mình vào đối tượng hiểm nghi trọng điểm, tâm tình của Trương Đại Quan Nhân cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phu Cường Hoa mỉm cười nói, cảnh sát phá án là dựa vào chứng cớ, muốn chứng minh mình trong sạch thì đầu tiên phải tín nhiệm chúng tôi. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi còn tưởng rằng các anh lần này muốn liệt tôi vào mục tiêu hiểm nghi hàng đầu. Phu Cường Hoa nói, anh thật sự có hiểm nghi, nhưng hiểm nghi không phải lớn nhất. Hắn vỗ vỗ vai Trương Dương rồi nói, chúng tôi phải về đây, tôi hy vọng anh có thể ở Kinh Thành thêm mấy ngày, nếu có tiến triển mới nhất gì thì chúng tôi có thể sẽ tùy thời liên lạc với anh. Trương Dương nói, tôi có thể ở thêm 3 ngày, nhưng sau 3 ngày tôi phải về Bình Hải, anh biết đó, tôi có công tác trong người, không thể ở Kinh Thành mãi được. Phu Cường Hoa cười nói, tôi có thể hiểu, đúng rồi. Tôi nghe nói có cô gái tên là Trần Tuyết thường xuyên tới đây, anh giúp tôi liên lạc với cô ta một chút nhé, tới phân cục của chúng tôi hiệp trợ điều tra. Trương Dương gật đầu. Phu Cường Hoa dẫn hình cảnh dưới tay đi không lâu thì Trương Đại Quan Nhân khóa cửa trực tiếp tới ban di rời khu Tây Kinh. Trương Đại Quan Nhân vốn định đến để nói chuyện chính thức với sếp của ban di rời, nhưng tới cửa lớn của ban di rời thì nhìn thấy trước cửa đều bị vòng hoa lấp kín, thì ra là tối hôm qua người nhà của 4 người bị giết đã tới ban di rời gây sự. Trương Đại Quan Nhân nghĩ vào những lúc như thế này không tiện ra mặt, hắn quay đầu xe đang chuẩn bị đi thì nhìn thấy một gã nam tử đang lấm la lấm lét đi tới một chiếc Toyota ở phía trước, nam tử đó chính là chủ nhiệm Điền Hưng Nhân của ban di rời khu Tây Kinh. Trương Dương nhận ra hắn, chính là thằng cha này hôm qua dẫn người tới Hương Sơn biệt viện gây sự. Điền Hưng Nhân cũng nghe nói 4 người được phái đi tối hôm qua đều đã chết, cho nên tới ban di rời xem động tĩnh, đến cửa lớn thì nhìn thấy cục diện trước mắt. Hắn không dám tiến vào, những lúc như thế này hắn nếu xuất hiện trước mặt người nhà của người chết, chỉ sợ 10 phần có 9 sẽ bị người ta xé xác. Khi Điền Hưng Nhân quay xe chuẩn bị rời khỏi thì phát hiện một chiếc Audi đã lái chặn đường mình, Điền Hưng Nhân có chút bực tức, khoảng cách giữa hai xe quả thực quá gần, căn bản không lách ra được, hắn mở cửa xe, đang chuẩn bị đi giục chiếc xe phía sau đi thì lại nhìn thấy Trương Dương xuống xe đi về phía mình. Điền Hưng Nhân đương nhiên nhận ra người này. Sợ đến nỗi muốn đóng cửa xe thì lại bị Trương Dương kéo cửa xe ra trước. Điền Hưng Nhân vẻ mặt đau khổ, nói anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy hả? Trương Dương nói, không làm gì cả, muốn nói chuyện với anh thôi. Điền Hưng Nhân nói, tôi và anh không có gì để nói cả, và lại chuyện của anh hiện tại cũng không do tôi phụ trách. Trương Đại Quan Nhân mặc kệ, kéo cửa xe rồi tóm cổ áo Điền Hưng Nhân, không muốn nói chuyện với tôi ư? Anh chắc là muốn nói chuyện với người nhà của người chết hơn nhỉ. Hắn làm ra vẻ muốn kéo Điền Hưng Nhân ra khỏi xe, Điền Hưng Nhân sợ đến nỗi đầu đầy mồ hôi lạnh, đừng. Đừng, lên xe, anh lên xe đi.
Trương đại quan nhân ngồi xuống ghế phụ, Điền Hưng Nhân nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi, anh sao lại tới đây? Trương đại quan nhân cười nói, tôi sao không thể tới? Chẳng lẽ anh cho rằng công an sẽ bắt tôi ư? Điền Hưng Nhân nghe hắn nói như vậy thì sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, đừng, chuyện di rời không liên quan tới tôi, đều là mệnh lệnh của cấp trên của tôi lãnh đạo, chủ nhiệm của chúng tôi là Nhậm Tòng Phong, anh đi tìm hắn đi, đều là hắn bảo tôi làm. Điền Hưng Nhân sợ như vậy cũng là có nguyên nhân, hắn chỉ biết là bốn người được phái đi đều bị người ta giết, ở trong lòng hắn chuyện này khẳng định có liên quan tới việc di rời, Cảnh Phương đến bây giờ vẫn chưa tuyên bố kết quả điều tra. Nhưng hắn hoài nghi chuyện này là Trương Dương làm, cho nên hắn nhìn thấy Trương Dương mới sợ đến vậy. Trương Dương nói, tôi nói này, các anh ăn no rừng mỡ à? Tự dưng lại muốn dỡ nhà tôi, giờ thì hay rồi, xảy ra án mạng rồi, không dễ giải quyết đâu. Điền Hưng Nhân nói, anh đừng tìm tôi. Trương Dương nói, anh không phải muốn dỡ nhà tôi ư? Sao không tự mình đi mà lại tìm mấy tên lưu manh tới chết thay, tôi nói rõ cho anh biết. Chuyện này tôi không để yên đâu. Điền Hưng Nhân nói, tôi thề, tôi sẽ không bao giờ tới chỗ anh nữa. Chuyện của anh tôi không quản được, tôi không làm gì nữa, tôi cũng sẽ không tìm anh, chúng ta đều làm việc ở cơ sở, anh đừng tìm tôi nữa mà. Trương đại quan nhân nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì cũng bỏ ý đồ trừng trị hắn, vươn tay ra vỗ má hắn, nói chủ nhiệm Điền, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, tự dưng lại thành như vậy cũng không có ai muốn cả, làm người nên quang minh lỗi lạc một chút. Vụ án mưu sát đột nhiên phát sinh này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi, nhưng chuyện này đồng thời cũng làm yếu đi ảnh hưởng của bản thân việc di rời. La Tuệ Ninh sau khi nghe nói tới vụ án mưu sát thì không khỏi có chút lo lắng, bà ta lo lắng nói với Văn Quốc Quyền, sao lại xảy ra chuyện như vậy, không biết có liên lụy tới Trương Dương hay không. Văn Quốc Quyền lắc đầu nói, chắc không đâu, anh vừa sai người hỏi thăm rồi, Cảnh Phương không hề liệt Trương Dương vào đối tượng hiểm nghi. Chỉ cần người có đầu óc thì sẽ không hoài nghi tới Trương Dương. La Tuệ Ninh thở dài, thật sự là không ngờ chuyện này lại diễn biến thành một hồi hung, rốt cuộc là ai tới đó giết người. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên một giọng nói vang dội, cha, mẹ, con về rồi đây. Văn Quốc Quyền và La Tuệ Ninh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra vẻ hân hoan, nghe giọng nói là, con trai Văn Hạo Nam của họ đã trở lại. Văn Hạo Nam từ khi tới Nam Tích nhậm chức, đây là lần đầu tiên trở lại kinh thành. Văn Quốc Quyền và La Tuệ Ninh cùng nhau tới phòng khách, nhìn thấy con trai xách túi du lịch, một đoạn thời gian không gặp, màu da của Văn Hạo Nam đã đen đi rất nhiều, cũng gầy hơn trước kia. La Tuệ Ninh đi tới cầm tay con trai, không biết vì sao mắt chút ươn ướt, Hạo Nam, con gầy đi rồi. Văn Hạo Nam cười nói, thời gian trước tới Tĩnh Hải công tác, cả ngày đều ở bờ biển, cường độ của tia cực tím quá lớn, cho nên đen đi, thể trọng thì không giảm chút nào. Hắn cười cười với cha, cha không đi làm à? Văn Quốc Quyền nói, giờ đi đây, buổi sáng có cuộc họp. La Tuệ Ninh không khỏi oán giận nói, cả ngày bận không thấy bóng, hiện tại con trai về anh ngay cả một câu cũng không nói thêm được ư. Văn Quốc Quyền áy náy cười nói, thật sự là đành chịu thôi, chờ tối anh về, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Nhìn chồng vội vàng đi, La Tuệ Ninh không khỏi thở dài. Văn Hạo Nam an ủi bà ta, mẹ. Cha cả ngày bận chuyện quốc gia đại sự, mẹ phải hiểu cho cha chứ. La Tuệ Ninh nói, hiểu thì hiểu, nhưng người nhà chúng ta ở bên nhau thực sự là quá khó. Văn Hạo Nam nói, chị con không ở nhà à? La Tuệ Ninh nói, nó hiện tại thân với Phật Tổ nhất, mẹ thấy nó đã quên mẹ rồi. Văn Hạo Nam đỡ mẹ ngồi xuống, nhìn thấy ở thái dương của mẹ có thêm mấy sợi tóc bạc, trong lòng hắn cũng không khỏi chua xót, mẹ đã già rồi. La Tuệ Ninh nói, con lát nữa gọi cả Sophia tới, buổi tối mẹ tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn. Văn Hạo Nam gật đầu. La Tuệ Ninh nhìn con trai, trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn nhắc tới Trương Dương, đúng rồi, Trương Dương cũng đang ở kinh thành. Văn Hạo Nam nói, con biết. La Tuệ Ninh có chút kinh ngạc nói, con biết ư. Văn Hạo Nam nói, con còn biết hắn ở kinh thành đã chọc ra không ít phiền toái cho Văn gia chúng ta. Chương 2204, phối hợp điều tra 1. Bổn ý là Tuệ Ninh nhắc tới Trương Dương là buổi tối gọi hắn tới nhà cùng nhau ăn cơm, nhân cơ hội hàn gắn quan hệ giữa bọn họ, nhưng con trai lại nói ra những lời như vậy, là Tuệ Ninh nhăn mày nói, Hạo Nam, con lại nghe người khác nói bậy bạ gì ư? Văn Hạo Nam nói, không có gì, mẹ, con hiểu ý mẹ, thôi,
con không nói gì về hắn nữa. La Tuệ Ninh nghe hắn nói như vậy thì cũng chỉ có thể từ bỏ, nói khẽ con một chút đi rồi lát nữa đi đón Sophia. Văn Hạo Nam nói, mẹ, mẹ hình như tinh thần không được tốt lắm, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. La Tuệ Ninh cười cười, lại trở nên trầm trọng hơn. Trương Đại Quan Nhân trở lại Hương Sơn biệt viện, hai chiếc xe của ban di rời đã được lái đi rồi, có điều trước cửa còn có một chiếc xe Hồng Kỳ, Trương Dương rất quen với biển số này, chiếc xe này là của Văn gia, Trương Dương vốn cho rằng là La Tuệ Ninh tới, cửa xe mở ra, người từ trong đi ra lại là Văn Hạo Nam, điều này khiến cho Trương Dương ít nhiều có chút bất ngờ, hắn vốn cho rằng Văn Hạo Nam sẽ không chủ động phát sinh bất kỳ liên hệ nào với mình nữa, không ngờ hắn lại tìm tới cửa. Trương Đại Quan Nhân dừng chân, Văn Hạo Nam chậm rãi đi về phía hắn. Khi cách Trương Dương một thước thì dừng lại, ngẩng đầu hít một hơi không khí rồi nói khẽ, tôi nghe nói tối hôm qua nơi này xảy ra án mưu sát, bốn người bị chết, một địa phương đang yên lành lại dính phải mùi máu tanh. Trương Dương nói, tin tức của anh linh thông thật, chắc không phải vì chuyện này mà đặc biệt từ Nam Tích tới đây chứ. Văn Hạo Nam, không phải, tôi tới Kinh Thành là để họp, sau khi tới nơi này mới nghe nói tin tức Hương Sơn biệt viện phát sinh án mạng. Ánh mắt của hắn chiếu lên tường vây, trải qua sự rửa sạch và một đêm mưa to tối hôm qua, chữ bị viết trên tường, trên cơ bản đã được rửa sạch, có điều vẫn ở một số chỗ thấy được dấu vết. Văn Hạo Nam nói, người thường không thể có sức giết chết bốn gã nam tử đã trưởng thành được. Trương Dương nói, vụ án này do phân cục Tây Kinh phụ trách, chuyện cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Văn Hạo Nam nói, bọn họ không hoài nghi cậu ư. Trương Đại Quan Nhân từ trong những lời này của Văn Hạo Nam không hề cảm thấy chút thiện ý nào, hắn cười nói, anh cho rằng bọn họ nên hoài nghi tôi ư. Văn Hạo Nam nói, nếu tôi phụ trách vụ án này thì cậu sẽ là đối tượng điều tra hàng đầu của tôi. Trương Dương nói, may mắn không phải là anh, bằng không tôi sẽ phiền toái rồi. Văn Hạo Nam nói, tôi thật sự có chút không rõ, cậu vì sao phải làm nhiều chuyện như vậy? Một tòa nhà cũ mà thôi. Nếu quy hoạch tương lai của cảnh khu có vạch nó vào thì cậu vì sao không phối hợp công tác với người ta, sao cứ phải tự nhiên đâm ngang? Trương Dương nói, trạch viện này là nhà cũ của Thiên Trì tiên sinh, tôi không thể để cho người khác tùy tiện hủy đi. Văn Hạo Nam nói, tôi càng không rõ Thiên Trì tiên sinh lúc trước vì sao để lại tòa trạch viện này cho cậu. Cậu quen Thiên Trì tiên sinh còn là thông qua mẹ tôi, nhớ rõ lúc trước cậu cũng muốn tìm Thiên Trì tiên sinh xin chữ, không thể không bội phục bản sự kinh doanh quan hệ của cậu. Đến cuối cùng không ngờ lừa được lão nhân ra tặng tòa trạch viện này cho cậu. Trương Dương nói, tôi phát hiện anh có thói quen đeo kính màu nhìn tôi. Văn Hạo Nam nói, có ư. Trương Dương nói, giữa chúng ta với một câu. Hắn tạm dừng một chút rồi nói, không vừa ý thì nửa câu cũng nhiều. Văn Hạo Nam nói, tôi lãng phí thời gian với người không thể ở chung. Trương Dương nói, rất cao hứng vì anh có thể có giác ngộ như vậy, tôi cũng rất vui vì có thể được anh đối đãi như người xa lạ. Văn Hạo Nam nói, bất kể anh xuất phát từ động cơ gì, nhưng nếu đã nhận mẹ tôi là mẹ nuôi thì dù sao cũng được cho là một loại duyên phận, tôi tin, cho dù là một người có tâm kế nhất thì hắn cũng nên có lương tri. Trương Đại Quan Nhân nghe mà nhíu mày, nếu không phải nể mặt cha mẹ nuôi thì hắn đã sớm đuổi Văn Hạo Nam đi rồi. Văn Hạo Nam nhìn cửa lớn đang đóng chặt của Hương Sơn biệt viện, nói tôi chỉ hy vọng cậu trước khi làm việc gì thì có thể nghĩ cho Văn ra một chút. Bởi vì anh bản thân cậu mà ảnh hưởng tới danh dự của Văn gia, làm quan nhiều năm, được hưởng danh dự, tôi không muốn có người ỷ vào cái gọi là quan hệ mà bôi nhọ hình tượng của ông ấy. Trương Đại Quan Nhân nghe đến đây thì rốt cuộc cũng không kiềm chế được cơn tức trong lòng, thằng cha này đang nói tiếng người mình ở lại ở kinh thành kháng cự di rời, không chỉ là để giữ nhà cũ của Thiên Trì tiên sinh, còn có một nhưng rất quan trọng, hắn là đang chia sẻ hỏa lực với Văn gia, hắn là đang duy hộ lợi ích của Văn gia. Nhưng ở trong mắt Văn Hạo Nam thì mình làm vậy lại biến thành bôi nhọ Văn gia. Trương Đại Quan Nhân gật đầu nói xong chưa? Văn Hạo Nam nói xong rồi. Trương Dương nói xong rồi thì mau biến đi, tôi cứ nhìn thấy anh là buồn nôn. Hắn nói xong câu đó thì không quan tâm tới Văn Hạo Nam nữa, mở cửa đi vào Hương Sơn biệt viện, lật tay khóa cửa lại. Văn Hạo Nam tức giận đến nỗi vẻ mặt đỏ bừng, hắn cắn môi rồi lớn tiếng nói, cậu tự giải quyết cho tốt. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy tiếng ô tô đi xa thì không bao lâu lại nghe thấy tiếng xe máy, thì ra là Trần Tuyết tới đây, cô ta không hề nhìn thấy một màn trước đó, mở cửa nhà, nhìn thấy Trương Dương mặt tối sầm ngồi trong sân, lập tức đoán được tâm tình không tốt, tới bên cạnh Trương Dương, ôn nhu nói, anh vẫn chưa đi à?
tôi đi pha cho anh chén trà nhé. Không sao, Trần Tuyết pha trà xong bưng ra, đặt ở trước mặt Trương Dương, đang chuẩn bị rời đi thì Trương Dương vươn tay ra túm lấy cổ tay cô ta, nói khẽ, ngồi với tôi một chốc. Trần Tuyết cúi xuống, nhìn thấy kỳ vọng tràn ngập kỳ vọng của Trương Dương, tim đột nhiên như mềm ra, thở dài nói, chuyện xảy ra ở đây tôi đã nghe nói rồi. Trương Dương thả cổ tay cô ta ra rồi chỉ vào ghế đá bên cạnh. Trần Tuyết ngồi xuống ghế đá, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trương Dương. Ngẩng đầu, nhìn mây trắng trôi ra từ từ trên bầu trời, có thêm vài phần mờ mịt và bối rối, tôi cũng không ngờ chuyện lại biến thành như vậy, vốn chỉ là sự kiện di rời rất bình thường, nhưng lại diễn biến thành một vụ giết người, biệt viện đang yên lành lại biến thành ngôi nhà có ma. Trần Tuyết cười nói, thật ra người chết chưa chắc đã đáng sợ hơn người sống đâu, sinh và tử vốn chính là gắn liền với nhau, vì sao nhất định phải sợ cái chết như vậy? Trương Dương quay sang nhìn Trần Tuyết, hắn phát hiện Trần Tuyết từ sau khi luyện sinh tử ấn, tính tình của cô ta đã trở nên càng đạm bạc hơn, giống như tất cả sự vật trên đời này không thể nhiễm loạn tâm cảnh của cô ta. Đạm bạc bình tĩnh như vậy vốn không nên thuộc về một cô gái đang ở tuổi thanh xuân như cô ta. Chương 2205 phối hợp điều tra 2. Trương Dương nói, bốn người chết tối hôm qua, hai người chết vì vật sắc, đều là một dao cắt đứt cổ, xuống tay cực kỳ tinh chuẩn, hai người còn lại thì chết ở ngoài cửa Hương Sơn biệt viện, xương cổ của bọn họ bị trọng thủ bẻ gãy, sát thủ dùng tiếng kêu thảm thiết trong rừng cây để hấp dẫn tôi đi, trong thời gian ngắn tại như vậy đã xử lý xong hai nam tử trước cửa, sau đó thì thong dong rời đi, đủ để chứng minh công phu khinh công của người này không hề dưới tôi. Trần Tuyết nói, anh muốn nói gì? Trương Dương nói, trong đường thế, người có công lực này không nhiều lắm, tôi đã nghĩ tới một người. Mắt đẹp của Trần Tuyết vẫn thản nhiên như không, cô ta đoán được người Trương Dương muốn nói tới là ai, nói khẽ anh không phải đã phế bỏ võ công của cô ta rồi ư. Trương Đại Quan Nhân gật đầu nói, theo lý thì không thể là cô ta, người hắn nghĩ đến là Văn Linh, lúc trước hắn ở trong huyệt động bên dưới Hương Sơn biệt viện đã tự tay phế bỏ võ công của Văn Linh. Vì để phong ngừa vạn nhất, hắn còn lưu lại phụ cốt chân trong cơ thể của Văn Linh, theo lý thì Văn Linh không thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục võ công, từ thân thủ giết chết bốn gã nam tử này cho thấy, cho dù là võ công của Văn Linh ở trạng thái đỉnh phong thì cũng không thể làm được đến mức khiến Trương Dương không hề phát hiện. Trần Tuyết nói, nếu hoài nghi cô ta thì vì sao không đi tìm cô ta mà trực tiếp nghiệm chứng chuyện này? Trương Dương nói, bây giờ vẫn chưa tới lúc, đúng rồi. Người của phân cục khu Tây Kinh nhờ tôi thông chi cho cô tới bên đó hiệp trợ điều tra. Trần Tuyết cười nói, chẳng lẽ tôi cũng thành đối tượng hiểm nghi ư? Trương Dương nói, hai người quan hệ chặt chẽ nhất với Hương Sơn biệt viện chính là cô và tôi, bọn họ điều tra theo lệ thôi. Trần Tuyết nói, được rồi, tôi giờ đi theo anh. Phu Cường Hoa đối với Trần Tuyết nhanh như vậy đã tới đây phối hợp điều tra thì tỏ vẻ khen ngợi, hắn mời hai người ngồi trong văn phòng mình, vào thẳng chủ đề Trần Tiểu Thư. Tôi muốn cô nói rõ một chút cô đã làm gì từ 9 giờ đến 11 giờ tối hôm qua. Trần Tuyết nói, trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ở trong thư viện của Thanh Hoa Viên, 11 giờ rưỡi thì xong công tác của công tác trở về ký túc xá, trong khoảng thời gian này tôi có thể cung cấp người làm chứng. Phu Cường Hoa gật đầu, lại giở tờ giấy có vết tay ra, Trần Tuyết xèo tay ra thử, ngón tay cô ta so với dấu tay này thì dài hơn một chút. Trương Dương nói, Phu đại đội đã thôi nghi ngờ chưa? Phu Cường Hoa cười nói, hai vị đừng để ý, chỉ điều tra theo lệ thôi mà, cảm ơn hai vị đã phối hợp. Trương Dương nói, Phu đại đội, có thể là tôi không nên hỏi, nhưng tôi cũng rất hiếu kỳ đối với vụ án này, có thể tiết lộ một chút tiến triển hay không? Phu Cường Hoa nói, vụ án này cho tới bây giờ tiến triển vẫn rất nhỏ, tôi có thể nói với anh rằng, chúng tôi đã bước đầu bài trừ sự hiềm nghi đối với hai vị, về phần hung thủ giết người, chúng tôi cũng bước đầu tập trung là một nữ nhân. Trương Dương và Trần Tuyết liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều nghĩ tới cùng một cái tên. Trương Dương nói, Phu đại đội, tôi có một yêu cầu quá đáng, có thể cho tôi xem mấy cỗ thi thể hay không? Phu Cường Hoa ngây ra một thoáng, hắn có chút không hiểu, dù sao không phải cũng không phải là người trong hệ thống công an. Trương Dương nói, tôi đối với võ thuật cũng có chút nghiên cứu, có lẽ có thể từ hình dạng vết thương tìm ra manh mối, pháp y của các anh tuy rằng lợi hại. Nhưng hắn cũng không thể phân tích vấn đề từ phương diện võ thuật, đổi góc độ khác có lẽ có thể có thu hoạch không tưởng. Phu Cường Hoa nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn gật đầu. Trần Tuyết không đi với Trương Dương, một mình đợi ở ngoài phòng để xác. Phu Cường Hoa đưa cho Trương Dương khẩu trang và găng tay,
hắn nói với Trương Dương, thật ra tôi trước đó đã nghe nói về anh. Trương Dương cười nói, tôi ở kinh thành hình như không có danh khí gì cả. Phu Cường Hoa nói, tôi có một vị bạn học công tác ở Bắc Cảng. Ai? Triệu Quốc Cường. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy tên của Triệu Quốc Cường thì không khỏi bật cười, Quốc Cường rất có năng lực, tôi rất thưởng thức hắn. Phu Cường Hoa nói, tôi nghe nói hai người các anh đồng thời tiến vào ban thường ủy thành phố Bắc Cảng, chúc mừng. Trương Dương nói, có thời gian tới Bắc Cảng chơi, tôi nhất định sẽ chiêu đãi anh thật tốt. Phu Cường Hoa cười nói, cũng muốn đi lắm, nhưng công tác bận quá, làm cái nghề này của chúng tôi làm gì có quan niệm thời gian, từ khi vụ án giết người phát sinh tới giờ, tôi chỉ được ngủ có một tiếng. Hai người tới phòng để xác, Phu Cường Hoa ra hiệu cho nhân viên trông coi lấy thi thể trong tủ lạnh ra. Trương Dương là muốn nhìn hai nam tử bị cắt đứt cổ, lúc ấy sau khi hắn nhìn thấy thi thể thì dừng chân, không tới gần, hắn cẩn thận như vậy chủ yếu là để tránh hiểm nghi, để bảo hộ mình, sự thật chứng minh cách làm của hắn lúc ấy không phải là dư thừa, nếu không hắn cũng sẽ không thoát khỏi hiểm nghi nhanh như vậy. Trương Dương kéo túi đựng xác ra, vết thương trên cổ của thi thể rất rõ, một đao đoạn hầu, Trương Dương cẩn thận kiểm tra vết thương một chút, từ hình thái của vết thương hắn đã đưa ra kết luận, là đao thương. Rất gọn gàng sạch sẽ, cho dù là đao sắc bén nhất cũng không thể cắt ra được vết thương bóng loáng tới vậy, Trương Dương dùng tay nhấc cổ thi thể lên. Phu Cường Hoa nói, tất cả xương cổ đã nát, trừ đao thương ra thì phần cổ còn bị trọng kích. Trương Đại Quan Nhân lắc đầu nói, đao khí đấy. Phu Cường Hoa ngây ra một thoáng, gì cơ? Trong ý thức của hắn thì đao khí là thứ tồn tại trong tiểu thuyết hiệp. Trương Dương nói, xương cổ là bị đao khí chấn vỡ. Hung thủ cố ý phóng đao khí ra là để mê hoặc phán đoán của các anh. Phu Cường Hoa nửa tin nửa ngờ nói, trên đời này thực sự có võ công cường đại như vậy ư? Trương Dương gật đầu, kéo túi lại, kiểm tra ba cỗ thi thể khác. Từ trong phòng đựng xác đi ra, Trương Dương cởi găng tay và khẩu trang, vừa đi vừa nói với Phu Cường Hoa, võ công của hung thủ rất cao, tôi vốn cho rằng từ vết thương có thể nhìn ra lai lịch môn bài của cô ta. Nhưng cô ta đã cân nhắc tới điểm này, cho nên che giấu sự ra tay của mình. Phu Cường Hoa võ công có thể nói là không biết gì cả, cho tới bây giờ hắn vẫn không tin có người có thể dùng đao khí chấn vỡ xương cổ của người ta. Trương Dương nói, Phu Đại Đội, các anh là thông qua cái gì để nhận định hung thủ là nữ nhân? Phu Cường Hoa nói, hình dáng của tay, còn cả mảnh vải mà chúng tôi tìm được ở hiện trường, chất vải này thường thường dùng trên quần áo của nữ nhân. Trương Dương gật đầu, luôn cảm thấy Phu Cường Hoa đối với hắn vẫn còn có không ít bảo lưu. Trở lại ô tô, Trần Tuyết nói, sao? Có phát hiện gì không? Trương Dương nói, khẳng định là cao thủ làm. Có điều tôi vết thương cũng không thể nhìn ra được thủ pháp của cô ta. Trần Tuyết nói, có phải cô ta hay không thì cứ đi mà hỏi trực tiếp. Chương 2206, phối hợp điều tra 3. Trừ Trương Dương và Trần Tuyết thì không ai hoài nghi Văn Linh. Tối hôm đó, là ngày Văn gia một nhà đoàn viên, Văn Quốc Quyền trở về hơi muộn một chút, có điều từ vẻ mặt của y cho thấy tâm tình của y hôm nay không tồi. Con trai Văn Hạo Nam từ Nam Tích về, ngay cả con gái chỉ chuyên tâm tụng kinh lễ Phật cũng từ Am Phổ Tế về. Bộ dạng của Văn Linh so với trước đây thì không có gì thay đổi, năm tháng không hề lưu lại quá nhiều dấu vết trên người của cô ta, da thịt của cô ta vẫn nhẵn nhụi trắng nõn, trắng tới mức hơi tái nhợt, có điều so với trước đây thì ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều. Có thể có liên quan tới gần đây chuyên tâm lễ Phật. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, Tiểu Linh đã về rồi à? Văn Hạo Nam nói, cha, là con đặc biệt đi đón chị về đó. La Tuệ Ninh nói, đứa nhỏ này, mẹ bảo con đi đón Sophia tới ăn cơm cơ mà, cô ta đâu rồi? Văn Hạo Nam nói, người một nhà chúng ta ăn cơm, gọi người ngoài tới làm gì? La Tuệ Ninh gắt, sao lại nói thế, cô ta là bạn gái con. Tương lai sẽ là con dâu của Văn gia chúng ta, cưới qua cửa rồi thì người một nhà, sao lại là người ngoài? Nói, chuyện về sau ai mà biết được sẽ như thế nào? Từ trong ngôn ngữ đã lộ ra sự lãnh đạm của hắn đối với đoạn tình cảm này. La Tuệ Ninh muốn nói thêm mấy câu về chuyện này thì lại bị Văn Quốc Quyền dùng ánh mắt ngăn lại. Văn Quốc Quyền nói, người một nhà chúng ta đã lâu rồi không ăn cơm với nhau. Y giang tay ra, một tay ôm vai con trai, một tay ôm vai con gái. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhìn cảnh tượng ba người ôm nhau, nội tâm La Tuệ Ninh cũng thấy ấm áp, thế này mới là người một nhà chứ. Cả nhà ngồi xuống bàn ăn, Văn Quốc Quyền nói, Trương Dương sao vẫn chưa tới. Nghe y hỏi như vậy, La Tuệ Ninh không khỏi ngây ra một thoáng,
Bà ta theo bản năng nhìn con trai một cái, Văn Hạo Nam nói, con có tới mời hắn, nhưng hắn không có thời gian, Hương Sơn biệt viện xảy ra án mạng, hắn đang hiệp trợ cảnh sát điều tra. Văn Quốc Quyền gật đầu, lý do này của con trai vô cùng hợp lý, y nói khẽ vậy ăn cơm thôi. Cơm là Tuệ Ninh bảo mẫu đi lấy cơm, Văn Quốc Quyền nói, Hạo Nam, mai chai rượu ra đây, hai cha con ta làm mấy chén. Văn Hạo Nam có chút kinh ngạc, ở nhà, cha rất ít chủ động đề xuất uống rượu. Hắn đứng dậy tới tủ rượu lấy rượu, rót đầy cho cha, cũng rót cho mình một chén. La Tuệ Ninh cười khanh khách nhìn chồng, có chuyện gì mà vui thế, không ngờ lại chủ động muốn uống rượu. Văn Quốc Quyền nói, hôm nay hơn 10 vị học giả nổi tiếng trong nước liên hợp dâng thư, kháng nghị bộ môn tương quan của kinh thành cưỡng chế di rời chỗ ở cũ của Thiên Chỉ Thiên Sinh, còn có rất nhiều vị nhân sĩ của giới thư pháp liên hợp ký tên, truyền thông chủ lưu trong nước cũng rất chú ý tới chuyện này. La Tuệ Ninh anh một tiếng, bà ta biết chồng vẫn bảo trì ẩn nhẫn, chính là đang đợi cơ hội như vậy, không ngờ nhanh như vậy đã tới rồi. Văn Hạo Nam lại không cho là đúng, hừ một tiếng nói có phải Trương Dương giở trò hay không? Con thật sự là không nghĩ ra, nếu Thiên Chỉ Tiên Sinh đã tặng Hương Sơn biệt viện cho, hắn chính là chủ nhà, gặp phiền toái thì tự hắn đi mà giải quyết, vì sao cứ muốn liên lụy tới nhà chúng ta, vì sao cứ muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của cha, chẳng lẽ phiền toái mà hắn mang tới cho nhà chúng ta chưa đủ ư? La Tuệ Ninh không nói gì, nụ cười trên mặt Văn Quốc Quyền lại đột nhiên thu liếm, chén rượu đang cầm trong tay không đưa lên môi đã hạ mạnh xuống. Y hiển nhiên đang dùng động tác như vậy để phát tiết sự khó chịu trong lòng. Văn Hạo Nam nói, cha, con biết nói ra sẽ khiến cho mất hứng, nhưng con vẫn phải nói, sang năm chính là thời điểm mấu chốt của nhiệm kỳ mới, nhất cử nhất động của cha người khác đều đang chú ý, bởi vì chuyện Hương Sơn biệt viện mà hắn khiến cho gà bay chó sủa, tuy rằng không có liên quan gì tới nhà của chúng, nhưng người khác lại không cho rằng như vậy, người khác đầu tiên sẽ nghĩ đến hắn là con nuôi của cha, sẽ cho rằng Văn gia ta đang dung túng cho hắn làm như vậy. Văn Quốc Quyền đứng lên, không nói gì rời khỏi bàn ăn. Văn Hạo Nam kinh ngạc nhìn bóng dáng cha, hắn lập tức làm ra một quyết định, muốn đuổi theo giải thích cho rõ. Nhưng lại bị Văn Linh túm tay, Văn Hạo Nam giãy giãy ra, nhưng không ngờ cổ tay mảnh khảnh của chị gái lại có lực lượng cường đại như vậy, túm rất chặt, khiến hắn không thể động đậy. La Tuệ Ninh tràn ngập thất vọng nhìn con trai, về sau ở trước mặt mẹ tuyệt không cho phép con nói xấu về Trương Dương. Văn Hạo Nam tức giận nói, mẹ, rốt cuộc con và hắn ai mới là con của mẹ? La Tuệ Ninh đứng lên đi hai bước rồi dừng chân nói, cả hai. Văn Quốc Quyền đứng trên ban công, hai tay vịn vào lan can, nhìn ánh nắng chiều rực rỡ trên bầu trời phía tây, trên mặt y tràn ngập vẻ xót xa. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, y ý thức được vợ đã tới bên cạnh mình, nói khẽ, Hạo Nam từ lúc nào biến thành như vậy. La Tuệ Ninh lắc đầu, tới bên cạnh y, cùng y nhìn ra xa, Quốc Quyền, làm cha, anh phải nói chuyện tử tế với nó, chứ không phải không nói tiếng nào bỏ đi. Em không muốn nói mắc thêm lỗi nữa. Văn Quốc Quyền nói, nó chẳng lẽ không nhìn ra Trương Dương chế tạo ảnh hưởng trong chuyện của Hương Sơn biệt viện là để di rời sự chú ý của người khác, hắn là đang giúp đỡ Văn gia chúng ta chia sẻ áp lực ư. La Tuệ Ninh nói, thành kiến của nó đối với Trương Dương quá sâu, trong khoảng thời gian ngắn rất khó thay đổi. Văn Quốc Quyền thở dài, xoay người nhìn dung nhan của vợ, chưa bao giờ y lại cẩn thận quan sát người bên cạnh mình như vậy. La Tuệ Ninh dưới ánh mắt chuyên chú của chồng không ngờ có chút ngượng ngùng, bà ta cười nói, nhìn cái gì vậy? Vợ chồng già rồi, có gì hay mà nhìn? Văn Quốc Quyền cũng cười, y nói khẽ thật ra anh vẫn chưa nói hết, em căn bản không ngờ được người sách động các học giả liên hợp dân thư lần này là ai đâu. La Tuệ Ninh nhướng mày, ai? Văn Quốc Quyền nói, anh trong những chữ ký tìm được ba chữ Kiều Trấn Lương. La Tuệ Ninh cả kinh nói, bí thư thị ủy Tân Hải Kiều Trấn Lương. Văn Quốc Quyền gật đầu, trên đời này người trùng tên trùng họ thực sự quá nhiều, cho nên La Tuệ Ninh mới hỏi như vậy. La Tuệ Ninh có chút bối rối, giữa anh và Kiều Trấn Lương hình như không có quan hệ quá sâu. Bà ta lập tức lại nói, Kiều Trấn Lương si mê thư pháp, hắn chỉ dùng thân phận của một người ham mê thư pháp để kháng nghị chuyện này. Văn Quốc Quyền lại lắc đầu nói, chuyện không đơn giản như ngoài mặt đâu. Y không nói hết, đúng như lời vợ, giữa y và Kiều Trấn Lương không hề có kết giao quá sâu. Thậm chí có thể nói, rất nhiều lý niệm chính trị của y không được Kiều lão công nhận, Văn Quốc Quyền vẫn kính nhi viễn chi đối với lão gia tử này, Kiều lão thưởng thức phó hiến lương cơ hồ là một bí mật công khai, chính điều này đã trình hiện ra nhiều mâu thuẫn hơn, nhiều chỗ khiến người ta rối rắm hơn. Trước khi nhiệm kỳ mới đến,
Khi cạnh tranh giữa mình và Phó Hiến Lương đang kịch liệt thì hành động này của Kiều Trấn Lương chẳng khác nào là xếp hàng, hơn nữa chủ động đứng ở bên mình. Văn Quốc Quyền không tin Kiều Trấn Lương chỉ xuất phát từ sự tôn kính với Thiên Chỉ tiên sinh mà sách động kháng nghị lần này, Kiều Trấn Lương thư pháp thì không sai, nhưng tuyệt không tới mức vì yêu mà bỏ qua nhân tố chính trị được, với tuổi của y, cũng không thể văn nghệ sĩ tới mức như vậy được, huống chi sau lưng y có cao nhân như Kiều Lão, Văn Quốc Quyền bất chi bất giác lại lâm vào trầm tư. La Tuệ Ninh không ở quấy rầy chồng khi y đang suy nghĩ, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh nhìn y, gả cho một vị chính trị gia. Phía sau phong quang chính là rất nhiều sự trả giá, chồng trên sự nghiệp không nghi ngờ gì nữa là một người thành công, nhưng trong giáo dục con cái, La Tuệ Ninh mỗi khi nghĩ đến vấn đề này thì sẽ chán nản buồn bã, lời nói của con trai tối nay hiển nhiên đã chọc giận chồng, cũng khiến bà ta thương tâm không thôi. Văn Quốc Quyền đã nhanh chóng nghĩ ra manh mối, y nhìn vợ cũng lâm vào trầm tư ở bên cạnh, khỏi thở dài. La Tuệ Ninh cũng bởi vì tiếng thở dài này của y mà giật mình. Bà ta nói khẽ, vẫn giận Hạo Nam à? Văn Quốc Quyền nói, không có gì mà giận cả, chỉ là có chút thất vọng, trước đây anh vẫn cho rằng nó nhằm vào Trương Dương là vì trên tâm lý tồn tại sự bất bình hành nào đó, nhưng tối nay anh mới phát hiện, nó chẳng những lòng dạ của vấn đề mà cả nhãn giới cũng có vấn đề. La Tuệ Ninh dưới đáy lòng vẫn che chở cho con trai, bà ta khẽ sẳng giọng, Hạo Nam đâu có không ra gì như anh nói. Văn Quốc Quyền nói, nó không ngờ không nhìn ra động cơ của Trương Dương là để chia sẻ giúp chúng ta, đứa nhỏ này thật sự là khiến anh thất vọng. La Tuệ Ninh nói, cũng không thể hoàn toàn trách nó, anh bình thường chỉ lo công tác, quá ít chú ý tới sự trưởng thành của nó, cho nên tính cách của nó mới biến thành như vậy. Văn Quốc Quyền nói, trước đây anh một độ cho rằng nó đủ thành thục rồi, nhưng hiện tại mới phát hiện anh không hề hiểu nó quá sâu, sự nghiệp và gia đình xem ra thực sự rất khó chiếu cố cả hai. Tuệ Ninh, mấy năm nay thật sự là ủy khuất cho em rồi. Chương 2207, phối hợp điều tra 4. La Tuệ Ninh nghe thấy những lời này của chồng thì không biết vì sao cảm thấy mũi có chút cay cay, không ngờ lại rơi lệ. Văn Quốc Quyền nói, đang yên đang lành sao lại khóc. La Tuệ Ninh nói, còn không phải do anh ư, cứ nói những lời khiến cho người ta cảm động, em trước đây sao không phát hiện anh biết lừa tình như vậy nhỉ? Văn Quốc Quyền bật cười ha ha. La Tuệ Ninh nói, chuyện của Hương Sơn biệt viện rốt cuộc sẽ phát triển tới như thế nào? Án mạng lần này có thể mang đến phiền toái cho Trương Dương hay không? La Tuệ Ninh ở sâu trong lòng vẫn rất quan tâm tới đứa con nuôi này. Văn Quốc Quyền nói, anh đã sai người tìm hiểu chuyện này rồi, cảnh sát đã bước đầu bài trừ hiểm nghi của Trương Dương. Hơn nữa chuyện này theo mấy vị học giả và ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị tham gia đã dẫn tới sự chú ý của xã hội, tình thế đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. La Tuệ Ninh nói, chuyện này ngay từ đầu đã chính là nhằm vào chúng ta, nếu có người tiếp tục làm văn trên quan hệ của chúng ta và Hà Trường An, thì nên làm gì bây giờ? Tâm tình của La Tuệ Ninh bởi vì chuyện xảy ra gần đây mà trở nên vô cùng rối rắm. Văn Quốc Quyền tràn ngập tự tin nói, sẽ không đâu. La Tuệ Ninh không biết sự lạc quan của lạc quan rốt cuộc đến từ đâu. Trong mắt bà ta chuyện quay chung quanh Hương Sơn biệt viện đang trở nên càng lúc càng nghiêm trọng, bà ta cũng không sợ. Bởi vì bà ta không thẹn với lương tâm, nhưng bà ta lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của chồng, bà ta lo lắng chuyện này sẽ bất lợi đối với Trương Dương. Văn Quốc Quyền thì lại nghĩ khác La Tuệ Ninh, sự lạc quan của y đến từ chính sự tham gia của Kiều Trấn Lương, y chẳng những nhìn thấy Hương Sơn biệt viện xuất hiện chuyển cơ, nhìn thấy vận mệnh chính trị đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, chuyện đang phát triển theo hướng có lợi cho mình. La Tuệ Ninh nói khẽ, em luôn cảm thấy ủy khuất cho thằng bé Trương Dương này. Văn Quốc Quyền nói, hắn rất thông minh, cũng rất có trách nhiệm, làm người quan trọng nhất là phải có trách nhiệm. La Tuệ Ninh nói, anh hình như càng lúc càng thích đứa con nuôi này. Bà ta sở dĩ nói như vậy là vì lúc trước Văn Quốc Quyền nhận đứa con nuôi Trương Dương này là có chút bị động, cũng là vì bà ta. Văn Quốc Quyền nói, anh phát hiện những gì có trên người Trương Dương thì Hạo Nam hoàn toàn không có. La Tuệ Ninh nói, chúng ta có thể nhận thấy những điểm sáng trên người Trương Dương. Nhưng Hạo Nam thì lại cố tình không thấy. Bà ta thở dài nói, Quốc Quyền, em biết anh thành tựu vẫn luôn ôm kỳ vọng rất cao đối với Hạo Nam, anh hy vọng nó sẽ làm nên một phen sự nghiệp, có thể trở nên nổi bật, thật ra người cha nào mà không muốn con trai mình thành rồng. Nhưng anh có nghĩ tới không, có đôi khi sự kỳ vọng của anh đối với nó lại có nghĩa là một loại áp lực. Văn Quốc Quyền gật đầu, thật ra anh đã hạ thấp kỳ vọng rồi đấy. La Tuệ Ninh nói, em chỉ là phụ nữ. Nhưng hiện tại càng lúc càng cảm thấy,
thật ra thứ quan trọng nhất là con cái được bình an, về phần thành tựu lớn nhỏ thế nào thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Văn Quốc Quyền nói, Tuệ Ninh, anh hiểu ý em. Chủ nhiệm ban di rời khu Tây Kinh Nhậm Tòng Phong và người phụ trách cảnh khu cảnh Thiệu Trung cùng nhau tới Hương Sơn biệt viện bái phỏng Trương Dương, hai người đến tìm Trương Dương là để câu thông, thật ra bọn họ vốn không định như vậy, nhưng sau khi bốn gã nhân viên ngoài biên chế bị giết, đài truyền hình, tòa soạn báo, các mặt truyền thông như phô thiên cái địa ùa về phía họ, rất có tư thế một lật tung chuyện này lên, bọn họ sợ, vốn là nhiệm vụ thị lý giao xuống, nhưng hiện tại lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Thị lý không ngờ bảo trì trầm mặc, điều này đã đưa họ vào một vị trí cực kỳ khó xử, bọn họ không biết nên làm gì bây giờ, dỡ ư, tạm thời không dỡ được, nhưng ảnh hưởng đã tạo thành rồi, cấp trên lúc này rốt cuộc có thái độ gì thì bọn họ không đoán được, Nhậm Tòng Phong vì thế đặc biệt báo cáo lên bộ môn thượng cấp, nhưng cấp trên không nói tới chuyện di rời mà ngược lại phê bình hắn đi mướn nhân viên xã hội. Nhậm Tòng Phong và Cảnh Thiệu Trung hai người sắc mặt rất khó coi, bọn họ sau khi thông qua thương lượng quyết định tới gặp Trương Dương một lần, phải làm rõ thái độ của Trương Dương, như vậy bọn họ mới tiện nghĩ kế sách ứng đối. Khi người tới Hương Sơn biệt viện thì Trương Dương đang luyện chữ trong thư phòng, viết một hàng chữ rất to, nếu người trong nghề nhìn thấy chữ này thì nhất định sẽ khen ngợi không thôi, trình độ thư pháp của Trương đại quan nhân tuyệt đối là phong phạm của đại gia. Trương Dương mời hai người vào thư phòng ngồi, nhưng lại không có ý pha trà cho họ. Nhân cơ hội để bọn họ thưởng thức chữ mình viết, cái gì cũng có phân chia cảnh giới. Ở phương diện viết chữ thì Trương đại quan nhân hiển nhiên cao hơn họ rất nhiều. Nhậm Tòng Phong và Cảnh Thiệu Trung liếc mắt nhìn nhau, vẫn là do Nhậm Tòng Phong mở miệng giới thiệu, đồng chí Trương Dương, tôi là Nhậm Tòng Phong của ban di rời khu Tây Kinh. Trương Dương cười nói, biết rồi. Nhậm Tòng Phong lại đưa tay về phía Cảnh Thiệu Trung, vị này là chủ nhiệm cảnh của ban quản lý cảnh khu. Trương Dương nói, hai vị tìm tôi có chuyện gì? Cảnh Thiệu Trung nói, là như thế này. Chúng tôi hôm nay tới là để đặc biệt câu thông với anh, có thể trong quá trình công tác giai đoạn trước đã có một số hiểu lầm, cho nên đã xảy ra một số chuyện không nên xảy ra. Trương đại quan nhân cười nói, hiểu lầm ư, các anh sao không sớm tìm tôi mà câu thông? Nhậm Tòng Phong nói, trước đó chủ nhiệm Điền đã tới rồi. Trương Dương nói, hai vị là tới truy cứu trách nhiệm của tôi ư. Nhậm Tòng Phong nói, đồng chí Trương Dương, anh đừng hiểu lầm, thái độ của chúng tôi rất chân thành. Chúng tôi lần này là tới tìm anh câu thông, chúng tôi cũng thừa nhận, có thể phương thức phương pháp công tác của chúng tôi tồn tại một số thiếu sót, nhưng... Trương đại quan nhân nói, đừng nhưng, phương pháp phương thức công tác của các anh tôi cũng đã lĩnh giáo rồi, quệt sơn lên tường, hắt phân lên cửa, còn dùng loa công suất lớn đêm hôm khuya khoát kêu gọi nữa. Mặt Nhậm Tòng Phong có chút nóng lên, đồng chí Trương Dương, đó là có một số đồng chí trong quá trình chấp hành nhiệm vụ đã áp dụng phương pháp sai lầm. Chúng tôi cũng đã tiến hành xử lý những đồng chí này, tôi có thể nói rõ rằng, chuyện xảy ra trước đây ở Hương Sơn biệt viện tôi không hề biết gì. Trương đại quan nhân vừa nghe vậy thì minh bạch, thằng cha này đang chối bay chối biến liên quan, hắn không biết gì cả, ý là tất cả chuyện xấu đều là Điền Hưng Nhân làm. Trương Dương nói, chuyện đã phát sinh tôi cũng không muốn truy cứu nữa, những người này chết ở cửa nhà tôi không có bất kỳ trách nhiệm gì. Bất kể anh hiện tại nói thế nào thì cũng không phủ định được sự thật đám người này vì làm việc cho ban di rời. Tôi mặc kệ bọn họ có phải anh phái tới hay không, tóm lại nếu không bởi vì các anh thì những người này cũng sẽ không tới cửa nhà tôi gây sự, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà mất mạng. Nhậm Tòng Phong nói, chúng tôi hôm nay tới tìm anh không phải là để tham thảo vụ án giết người. Trương Dương nói, vậy các anh tới tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ còn muốn gửi giấy thông chi cho tôi ư? Rồi dỡ nhà tôi. Cảnh Thiệu Trung nói, đồng chí Trương Dương, căn nhà này đích xác nằm trong phạm vi quy hoạch tương lai của cảnh khu. Trương Dương nói, nếu thực sự là vậy thì anh sao không tới tìm tôi bàn trước? Vì sao muốn trực tiếp xuất động ban di rời? Anh bày ra tư thế cường ngạnh như vậy, hiện tại lại tới đây câu thông với tôi, có còn cần thiết không? Cảnh Thiệu Trung nói, đây là phương án quy hoạch của cấp trên định ra, chúng tôi chỉ là người chấp hành, tôi và anh không cừu không oán, tôi không thể tới gây khó dễ cho anh. Trương đại quan nhân cười nói, tôi thực sự không hiểu các anh, nói lòng và lòng vòng, con người của tôi rất đơn giản, theo tôi thấy, chuyện này cũng không phức tạp, ai muốn đến dỡ nhà tôi thì chính là gây khó dễ cho tôi. Cảnh Thiệu Trung nói, anh cũng là cán bộ quốc gia, tôi vốn cho rằng anh sẽ xuất phát từ đại cục, sẽ đứng ở góc độ của quốc gia và nhân dân mà nhìn nhận vấn đề. Trương Dương nói, quốc gia thì sao? Cán bộ quốc gia thì không phải là người à? Tôi cũng là một phần tử của nhân dân.
chúng ta không phải thường nói nhân dân là chủ nhân chân chính của quốc gia ư? Tôi tốt xấu gì cũng là một trong những chủ nhân đó, Hương Sơn biệt viện này chính là bộ phận thuộc về tôi phải bảo vệ lợi ích của nơi này, nếu ngay cả điểm này cũng không thể làm được thì tôi còn mặt mũi nào mà làm cán bộ quốc gia, nhà mình còn quét không xong thì nói gì tới đi quét thiên hạ, chuyện của bản thân còn làm không tốt thì sao còn không biết xấu hổ mà đi quản chuyện của người khác, các anh nói xem có đúng không? Cảnh Thiệu Trung bị hắn hỏi cho cứng họng, làm lãnh đạo không thiếu hạng người mồm miệng lanh lợi, nhưng có thể bẻ cong đạo lý như Trương Dương thì quả thật là không có mấy ai, vốn Cảnh Thiệu Trung chuẩn bị dùng tình để động lý, nhưng hắn đã ý thức được mình sai rồi, chỉ nói được mấy câu đã minh bạch khẩu tài của đối phương mình không thể ứng phó được. Cảnh Thiệu Trung tung ra một sát thủ giản, đồng chí Trương Dương, hiện tại chuyện của Hương Sơn biệt viện đã dẫn tới sự chú ý của lãnh đạo cao tầng, anh còn trẻ tuổi như vậy, còn có tiền đồ sáng lạng, trăm ngàn lần đừng bởi vì một chuyện nhỏ mà để bị ảnh hưởng. Trương Dương nói, uy hiếp tôi à? Đảng viên chúng ta chết còn không sợ thì còn có thể sợ uy hiếp ư? Chương 2208, không ngờ tới 1. Nhậm Tòng Phong và Cảnh Thiệu Trung liếc mắt nhìn nhau, hai người đều minh bạch, người trước mắt này là hạng người cứng mềm đều không ăn, bọn họ đến tìm Trương Dương cũng không phải là muốn khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, mà là để tránh khiến cho chuyện căng hơn. Nhậm Tòng Phong ho khan một tiếng, thay đổi sắc mặt nói, đồng chí Trương Dương, nói ra thì mọi người đều công tác trong thể chế, đều là người một nhà, bất kỳ chuyện gì cũng đều tiện thương lượng hơn, đừng để biến thành gay gắt như vậy, anh nói đúng không? Trương Dương nói, tôi thấy bực lắm, chuyện này do tôi gây ra ư. Tôi cũng không muốn ầm ĩ đâu, nhưng các anh sao cứ phải muốn dẫm lên đầu tôi, quy hoạch cảnh khu vạch cả nơi này vào, cách nói này chỉ có đi lừa đứa trẻ 3 tuổi thôi. Quy hoạch năm nay của các anh tôi cũng không phải không biết, căn bản không hề nói tới muốn phát triển khu đất này. Cảnh Thiệu Trung nói, đây là quyết định của cấp trên. Trương Dương nói, anh đừng có lấy cấp trên ra dọa tôi, chúng ta người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, chuyện này rốt cuộc là sao thì trong lòng tôi minh bạch, trong lòng các anh cũng hiểu rõ, quy hoạch cảnh khu chính là nhằm vào tòa trạch viện này của tôi, ban di rời luôn miệng muốn lấy tôi ra làm điển hình, nói cái gì cán bộ lãnh đạo phải làm gương đi đầu, chó má. Đây là nơi rừng núi hoang vắng, chỉ có mỗi nhà tôi ở đây, đất là năm đó được phê chuẩn đặc biệt, nhà cửa thì giấy tờ cũng đầy đủ, căn nhà này cũng không tốn một phân tiền của quốc gia. Ngay cả đường trước cửa cũng không phải là cảnh khu các anh sửa, các anh muốn dỡ nhà thì cũng phải đến nói một tiếng với tôi trước, cái này gọi là sự tôn trọng tối thiểu, nhưng nhìn lại chuyện mà các anh làm đi, lôi một đám chó săn tới gây sự với tôi, cho rằng làm ra mấy chuyện gà gáy chó sủa là có thể khiến tôi ngại ư. Quá coi thương tôi rồi. Cảnh Thiệu Trung và Nhậm Tòng Phong đều xấu hổ. Trương Dương nói, hiện tại có người chết rồi các anh mới nghĩ tới tìm tôi câu thông, nếu muốn câu thông thì ít nhiều cũng phải xuất phát từ thành ý chứ, còn lôi cả lãnh đạo ra dọa tôi, cái đó có cần không? Hai vị, tôi nói một câu không dễ nghe nhé, các anh hiện tại là đâm lao phải theo lao rồi. Bằng không nhân vật trọng mặt mũi, thích lông chim như các anh lại tự động đăng môn tìm tôi chắc. Hai người bị Trương Dương nói chúng tâm tư. Mặt lại càng xấu hổ hơn, Nhậm Tòng Phong nói, đồng chí Trương Dương, sự tức giận của anh chúng tôi có thể lý giải, thật ra chuyện này ngay từ đầu là chúng tôi không điều tra rõ, trong công tác của chúng tôi thực sự đã tồn tại thiếu sót. Nhưng nếu là mệnh lệnh mà lãnh đạo đã phân phó thì chúng tôi cũng chỉ có thể chấp hành thôi. Trương Dương nói, lãnh đạo nào, anh đừng khó xử, chỉ cần nói ta hắn ra là được, tôi sẽ tự đi tìm hắn. Nhậm Tòng Phong lập tức nghẹn lời. Trương Dương nói, là căn bản không có, vẫn là các anh bịa ra, vừa rồi có câu anh nói không sai, mọi người đều là người trong thể chế, ai có mục đích gì, cũng chỉ là chuyện một cái nháy mắt, lãnh đạo bảo anh quy hoạch thì anh quy hoạch, lãnh đạo bảo anh dỡ thì anh dỡ, nhưng hiện tại xảy ra án mạng rồi, lãnh đạo sẽ không đứng ra gánh vác trách nhiệm đâu nhỉ. Trương Đại Quan Nhân cười nói, làm thuộc hạ cũng không dễ dàng gì, hở chút là bị người ta mang ra làm súng, lại còn phải giả làm người câm ăn hoàng liên, có khổ mà không dám nói. Cảnh Thiệu Trung và Nhậm Tòng Phong trước mắt quả thực đang ở trong tình cảnh này, nếu đã bị người ta nhất châm kiến huyết vạch ra, hai người cũng không còn cố kỵ gì nữa. Cảnh Thiệu Trung nói, đồng chí Trương Dương, trong mắt cá nhân tôi thì chuyện này không nên làm quá âm ý, nhất là không nên để truyền thông tham gia, việc nhỏ như hạt vừng cũng có thể bị bọn họ khuyết đại vô hạn, trải qua sự gia công của bọn họ, tính chất của sự việc sẽ bị khuyết đại vô số lần, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho mọi người. Đối với cá nhân anh cũng không có lợi gì cả. Trương Dương nói, chuyện này tôi chịu, tôi cũng không đi tìm phóng viên, có phóng viên phỏng vấn là chuyện tốt mà,
chứng minh mọi người đều đang chú ý tới chuyện này. Nhậm Tòng Phong nói, dư luận là một con dao hai lưỡi. Trương Dương nói, người không có bản lĩnh thì cho dù dịch đá cũng rơi vào chân mình, tôi không sợ dư luận, bởi vì tôi không có gì thẹn với lương tâm cả. Ba người đang nói chuyện thì phóng viên tới đây, người tới là phóng viên của đài truyền hình Trung ương, Cảnh Thiệu Trung và Nhậm Tòng Phong lại nhìn thấy phóng viên có máy ảnh, đi vào với trận trượng lớn như vậy thì hai người lập tức muốn đi, nhưng Trương Đại Quan Nhân nào lại thả họ đi dễ dàng như vậy, cười nói, vừa hay có phóng viên tới phỏng vấn, chúng ta nói rõ ràng trước mặt mọi người đi. Nhậm Tòng Phong nói, tôi còn có việc phải về họp. Cảnh Thiệu Trung nói, đơn vị chúng tôi có quy định không cho phép tùy tiện nhận phỏng vấn của phóng viên. Trương Đại Quan Nhân rất thân thiết giữ chặt tay bọn họ, đừng đi vội mà, phóng viên cũng đâu có đáng sợ rồi, các anh không phải nói có tồn tại hiểu lầm ư. Nhân cơ hội này làm sáng tỏ một chút đi. Phóng viên nổi tiếng của đài truyền hình Trung ương Dương Hy đầu tiên đưa thẻ phóng viên của mình ra, biểu lộ thân phận của bản thân với bọn họ rồi sau đó cười nói, ba vị có nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn của tôi hay không? Cảnh Thiệu Trung và Nhậm Tòng Phong nếu biết hôm nay sẽ có phóng viên phỏng vấn thì đánh chết bọn họ cũng sẽ không đến, tuy rằng Dương Hy thoạt nhìn như không quen biết với Trương Dương, nhưng bọn họ dám khẳng định, trường hợp trước mắt là Trương Dương đã an bài từ trước, nhưng hiện tại hai người đã tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể đành tiếp nhận phỏng vấn. Dương Hy nói, đồng chí Trương Dương, tôi có thể hỏi anh mấy vấn đề hay không? Trương Đại Quan Nhân cười ha ha gật đầu, có thể. Căn cứ vào tìm hiểu của chúng tôi thì tòa trạch viện này từng là chỗ ở cũ của Thiên Chỉ Tiên Sinh, ngôi sao sáng của giới thư pháp, xin hỏi gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà khiến anh và phía quản lý cảnh khu nhiều như vậy nhiều mâu thuẫn như vậy? Trương Dương nói, rất đơn giản, chỉ là nhận thức của chúng tôi bất đồng, cảnh khu vì phát triển mà muốn dỡ bỏ trạch viện này, mà tôi thì muốn giữ lại nó, cho nên sinh ra mâu thuẫn, về phần vì sao muốn dỡ bỏ thì anh có thể hỏi hai vị lãnh đạo này. Một vị là chủ nhiệm Cảnh Thiệu Trung quản lý cảnh khu, vị này là chủ nhiệm Nhậm Tòng Phong của ban di rời khu Tây Kinh. Dương Hy nói với Cảnh Thiệu Trung, Cảnh chủ nhiệm, chào ngài, căn cứ vào sự tìm hiểu của chúng tôi thì trong quy hoạch mà cảnh khu đã định ra trong mấy năm gần đây vốn không bao gồm khai phá xung quanh Hương Sơn biệt viện, xin hỏi sau khi cảnh khu định ra chính sách thì có thể tùy ý sửa đổi ư? Cảnh Thiệu Trung nói, tình huống cụ thể phân tích cụ thể, chuyện này liên quan tới quy hoạch chỉnh thể của cảnh khu. Nếu các anh muốn tìm hiểu thì hôm khác có thể tới trụ sở của chúng tôi sẽ đưa ra văn kiện quyết nghị tương quan. Cảnh Thiệu Trung trả lời rất khôn khéo, phản ứng đầu tiên của hắn chính là mập mờ cho qua đã, hôm nay chỉ cần lấp liếm được, về sau phóng viên đến tìm thì lão tử có thể không gặp. Chương 2209, không ngờ tới 2. Dương Hy lại hỏi Nhậm Tòng Phong, xin hỏi chủ nhiệm Nhậm, dỡ bỏ Hương Sơn biệt viện là quyết định của ban di rời Tây Kinh các anh hay là được lệnh của thượng cấp? Nhậm Tòng Phong nghĩ thầm cô thế này không phải là chơi tôi ư. Tôi nếu nói là chúng tôi tự quyết định, tất cả trách nhiệm tất nhiên sẽ do chúng tôi gánh, còn tôi nói nhận được lệnh của thượng cấp thì cô khẳng định sẽ truy hỏi là ai hạ lệnh, không khéo tôi sẽ đắc tội với lãnh đạo. Nhậm Tòng Phong nói, xin lỗi, về chuyện này tôi không thể phụng cáo. Không tiện trả lời thì dứt khoát không trả lời. Dương Hy hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Cô ta tiếp tục truy hỏi, căn cứ vào tình huống mà chúng tôi tìm hiểu được thì ban di rời các anh mướn nhân viên xã hội tiến hành quấy rầy và đe dọa những người có quyền sở hữu đất, chuyện này có thật hay không? Nhậm Tòng Phong chưa kịp trả lời thì Trương Đại Quan Nhân đã đáp, là thật. Nhậm Tòng Phong liếc Trương Dương một cái, Trương Đại Quan Nhân căn bản không thèm quan tâm tới hắn, tiếp tục nói, về hành vi của những nhân viên tạp vụ xã hội này tôi đã viết một bản tài liệu, lát nữa sẽ cung cấp cho các cô. Dương Hy cười cười. Tiếp theo đặt câu hỏi với Nhậm Tòng Phong, chủ nhiệm Nhậm, bốn nam tử bị giết gần Hương Sơn biệt viện có phải có quan hệ làm thuê cho ban di rời khu Tây Kinh hay không? Nhậm Tòng Phong lắc đầu quả quyết nói, tôi căn bản không biết bốn người đó, hành vi của bọn họ không có bất kỳ liên quan gì tới ban di rời khu Tây Kinh chúng tôi. Hắn chối bay chối biến. Dương Hy nói, nhưng căn cứ vào điều tra của chúng tôi thì ban di rời các anh từng nhiều lần thuê đám người này, hơn nữa từng nhiều lần trả thù lao cho bọn họ. Bọn họ đối với bên ngoài cũng tuyên bố là người của ban di rời khu Tây Kinh. Nhậm Tòng Phong nói, đồng chí phóng viên, chuyện không có chứng cứ tôi hy vọng cô đừng nói lung tung, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi cho chúng tôi. Dương Hy cười nói, chuyện không có chứng cứ chúng tôi cũng sẽ không nói lung tung, nhưng chủ nhiệm Nhậm kiên trì nói không thì chúng tôi tạm thời tin lời nói của chủ nhiệm Nhậm, tôi có thể hỏi tiếp, sau khi chuyện này phát sinh rồi thì chính sách của các anh đối với Hương Sơn biệt viện liệu có thay đổi gì hay không?
còn kiên trì muốn dỡ bỏ nơi này hay không? Cảnh Thiệu Trung nói, vấn đề này để tôi trả lời đi, gần đây sinh ra rất nhiều quan điểm bất đồng, có nhân sĩ của giới thư pháp đề xuất, Hương Sơn Biệt Viện là chỗ ở cũ của Thiên Chỉ Tiên Sinh, có ý nghĩa kỷ niệm rất quan trọng, bọn họ cũng đề nghị bảo vệ nơi này như văn vật, trước mắt chúng tôi đang áp dụng đánh giá và luận chứng tích cực đối với nơi này, tin rằng không lâu nữa sẽ có một đáp án rõ ràng. Cảnh Thiệu Trung nói xong những lời này thì đứng dậy cáo từ, Nhậm Tòng Phong cũng đi theo. Dương Hy chờ bọn họ đi rồi thì cũng kết thúc phỏng vấn, tới trước mặt Trương Dương cười nói, Bí thư Trương, xem ra chuyện này có biến hóa rồi. Trương Dương cười nói, đa tạ Dương đại phóng viên đã ra sức tương trợ. Dương Hy nói, Vũ Ý là bạn tốt của tôi, cô ta đề xuất bảo tôi giúp thì tôi đương nhiên sẽ làm hết sức. Cười nói, có thời gian tới Tân Hải, tôi nhất định sẽ tận tình địa chủ. Dương Hy từ dưới đất nhặt lên một tờ giấy tuyên thành có viết chữ, khen chữ đẹp. Trương Đại Quan Nhân cười nói, khi tôi buồn thì viết chơi ý mà. Dương Hy nói, vậy tặng tờ này cho tôi đi. Trương Dương nói, được. Dương Hy nói, chuyện này tôi sẽ làm một chuyên đề kéo dài, tranh thủ dẫn tới sự chú ý của dẫn tới đối với di sản văn hóa. Cô ta đã đẩy Hương Sơn Biệt Viện tới độ cao của di sản văn hóa. Nếu Hương Sơn Biệt Viện thực sự được liệt vào di sản văn hóa, như vậy chuyện không nghi ngờ gì nữa sẽ phát sinh chuyển cơ và biến hóa bất ngờ. Đợt sóng này xuống thì đợt khác lại lên, chuyện Hương Sơn Biệt Viện vẫn chưa kết thúc thì hội từ thiện của Thiên Chỉ Tiên Sinh lại xảy ra vấn đề, tổng giám tài vụ của hội từ thiện Lý Khải Phàm bị tình nghi dính líu đến phạm tội thương nghiệp mà bị phê bắt, nhưng hắn không biết vì sao lại nhận được tin tức trước khi Cảnh Phương tìm tới thì hắn đã bỏ trốn, tài khoản tài chính của hội từ thiện tạm thời bị phong tỏa. Hội từ thiện do một tay La Tuệ Ninh sáng lập, bà ta là người quản lý cao nhất của hội từ thiện. Nhưng La Tuệ Ninh không hề tham dự vào quản lý cụ thể của hội từ thiện Thiên Chỉ Tiên Sinh này, lúc dầu mới khởi động là dùng vốn do bán đấu giá tác phẩm thư pháp của Thiên Chỉ Tiên Sinh mà có, còn có một bộ phận là Hà Trường An cung cấp, nhân viên quản lý của hội phần lớn là kiêm chức, nhân viên chủ yếu cấu thành ba bộ phận, một là bạn bè và đệ tử của Thiên Chỉ Tiên Sinh lúc sinh tiền, hai là quan hệ và bằng hữu của La Tuệ Ninh, ba là một số người trẻ tuổi nhiệt tâm với công việc từ thiện. Ban quản lý cấu thành từ hai bộ phận trước, sau khi tiến vào thời đại hiện tại, từ thiện bất chi bất giác đã trở thành một danh từ mốt, mọi người không chỉ thông qua từ thiện để biểu đạt tình yêu của mình, đồng thời từ thiện cũng liên hệ rất nhiều quan hệ lại với nhau, đủ loại hoạt động từ thiện trở thành sân khấu để quần thể xã hội kết giao. La Tuệ Ninh sáng lập hội từ thiện hoàn toàn là dựa theo ý nguyện của Thiên Chỉ Tiên Sinh, trong quá trình thành lập hội từ thiện, sức ảnh hưởng cá nhân của bà ta cũng mang tới tác dụng rất lớn. Nhưng sau khi hội từ thiện thành lập thì La Tuệ Ninh không thể chuyện gì cũng tự mình đi làm, cho nên bà ta ủy thác quyền quản lý hội từ thiện cho người của bà ta, nhất là sau khi hội từ thiện đi vào quỹ đạo, La Tuệ Ninh đã rất ít tham gia vào công tác trong đó, hội từ thiện tuy rằng dùng danh nghĩa của Thiên Chỉ Tiên Sinh dựng lên. Nhưng rất nhiều người gia nhập hội từ thiện không phải mộ danh Thiên Chỉ Tiên Sinh, trong đó có rất nhiều thương nhân nổi danh, Hà Trường An chính là một trong số đó. Hội từ thiện còn có không ít người quản lý. Những người quản lý này đều rất có lai lịch, bọn họ cũng có thân phận cùng loại với La Tuệ Ninh, người nhà nắm những vị trí quan trọng trong quan trường. Bọn họ phải đứng ở sau lưng, cho nên bọn họ không thể không chút tinh lực dư thừa vào những phương diện khác, gia nhập hội từ thiện, làm sự nghiệp từ thiện, một là có thể kiếm chút thanh danh tốt cho người nhà, hai là có thể thông qua phương thức này để từ đường bên củng cố các mặt quan hệ giữa người với người, coi như là góp một phần sức cho sự nghiệp chính trị của người nhà. Sự gia nhập của quần thể này liền dẫn động các giới khác, cho nên hội từ thiện của Thiên Chỉ Tiên Sinh thời gian thành lập tuy rằng rất ngắn, nhưng phát triển lại vô cùng nhanh chóng. Sức ảnh hưởng của giới đặc biệt của Kinh Thành cũng mỗi ngày mỗi lớn. Sóng thần của Bắc Cảng lần này chỉ cần thông qua con đường này thôi đã quyên góp được gần 500.000 vạn, trong đó vào hôm tiệc tối từ thiện đã quyên góp được 2.400 vạn. Vấn đề của hội từ thiện là ở trên người Lý Khải Phàm. Mà vấn đề của Lý Khải Phàm bị điều tra ra lại thuần túy là do trùng hợp. Chương 2210, không ngờ tới 3. Tất cả phải bắt đầu từ Trung Kỳ ủy khởi động điều tra triệt để đối với Hà Trường An. Hà Trường An từng cung cấp một khoản tài chính khởi động cho hội từ thiện, cho nên bọn họ mới lưu ý tới hội từ thiện của Thiên Chỉ Tiên Sinh. Trong quá trình điều tra bọn họ phát hiện vấn đề, hội viên cố định của hội từ thiện Thiên Chỉ Tiên Sinh không đến 50 người. Trong đó có hơn 30 người là thương nhân và xí nghiệp gia nổi danh, thông qua điều tra phát hiện, đám người này gia nhập là có điều kiện, mỗi người muốn trở thành hội viên thì phải giao nộp 500 vạn tiền quyên góp.
Hiện giờ một môn hạm đã đề cao tới 1.000 vạn, nói cách khác, chỉ cần hơn 30 hội viên đặc thù này cũng đã cung cấp hơn 200 triệu tài chính cho hội từ thiện này. Người định ra quy củ này không phải là La Tuệ Ninh, mà là bằng hữu tốt nhất của bà ta Diêu Hồng Hy. Diêu Hồng Hy là mẹ của Trần An Bang, trượng phu của bà ta Trần Toàn là cấp dưới của Văn Quốc Quyền, hai nhà từ nhiều năm nay vẫn duy trì quan hệ rất tốt. Lúc trước người định ra quy củ này là Diêu Hồng Hy, nhưng Diêu Hồng Hy nói với La Tuệ Ninh rằng không phải là thu có tính cưỡng chế, mà là cấp cho nhà từ thiện quyên trên 500 vạn danh hiệu người quản lý danh dự. Lý Khải Phàm chính là thông qua phương thức này để tiến vào hội từ thiện, bởi vì hắn thông minh và có khả năng, rất nhanh đã giành được sự tín nhiệm của mọi người. Đảm nhiệm chức tổng giám tài vụ của hội từ thiện, lúc ban đầu hội từ thiện chỉ dùng tiền quyên góp được để giúp đỡ người nghèo và trợ giúp giáo dục. Nhưng về sau theo tiền quyên tăng cao, làm như thế nào để phát huy tốt tác dụng của số tiền quyên góp được đã trở thành một vấn đề bức thiết. Lý Khải Phàm đề nghị dùng khoản tiền quyên góp được vào đầu tư, thông qua lợi nhuận từ đầu tư bọn họ sẽ có nhiều tài chính hơn để sử dụng, có thể làm tốt sự nghiệp từ thiện hơn, phải nói rằng đề nghị của Lý Khải Phàm là tốt. Nhưng trong quá trình chấp hành cụ thể thì xuất hiện lệch lạc. Trung kỳ ủy lần này điều tra nhằm vào Hà Trường An, có tra ra Hà Trường An có vấn đề lớn, nhưng lại tra xét ra lỗ hổng cực lớn trên tài vụ của hội từ thiện, Lý Khải Phàm bởi vậy mà nổi lên mặt nước. La Tuệ Ninh sau khi biết được tin tức này thì cũng giật mình, tính chất của chuyện này hiển nhiên nghiêm trọng hơn Hương Sơn biệt viện nhiều, bà ta chưa bao giờ nghĩ tới hội từ thiện lại xảy ra vấn đề, hơn nữa vấn đề lại còn lớn như vậy. Gọi cho Diêu Hồng Hy thì điện thoại thủy chung tắt máy, La Tuệ Ninh cảm thấy có chút phẫn nộ, bà ta cho rằng cô bạn tốt này đã cô phụ sự tín nhiệm của mình đối với cô ta, không ngờ chuyện của hội từ thiện lại xảy ra vấn đề lớn như vậy. La Tuệ Ninh ngồi trong phòng khách, ánh nắng chiều rất đẹp, nhưng tâm tình của bà ta lại vô cùng áp lực, gần đây chuyện không hài lòng liên tiếp xảy ra, bà ta này một loạt phiền toái này không phải là nhắm vào mình, khi chồng đang cố gắng bước tới đỉnh phong của sĩ đồ thì mình không những không thể giúp gì cho hắn. Mà lại còn mang thêm phiền toái tới cho hắn, La Tuệ Ninh cảm thấy tự trách và đau khổ. Văn Linh vô thanh vô tức xuất hiện phía sau mẹ, cô ta nói khẽ, mẹ. La Tuệ Ninh đang trầm tư bị cô ta làm cho giật mình, xoay người nhìn con gái rồi nói, con đến từ lúc nào thế? Văn Linh vòng qua sofa, tới ngồi xuống bên cạnh mẹ, chủ động nắm tay mẹ, La Tuệ Ninh cảm thấy bàn tay con gái có chút lạnh, bà ta không nhớ nổi lần trước con gái chủ động tỏ vẻ quan tâm tới mình là từ lúc nào. Nắm chặt tay con gái, tựa hồ muốn giúp cô ta làm ấm bàn tay đang lạnh ngắt. Văn Linh nói, có phải gặp chuyện không hài lòng hay không? La Tuệ Ninh lắc đầu, nhưng lập tức bà ta lại gật đầu, vào những lúc như thế này bà ta cần một người ở bên cạnh để chút bầu tâm sự. Văn Linh nói, có thể nói với con không, cho dù con không giúp được gì thì cũng có thể chia sẻ một chút với mẹ. La Tuệ Ninh nói, con có thể ở bên mẹ nhiều hơn là tốt rồi, mẹ không sao. Văn Linh nói, có phải chuyện Hương Sơn biệt viện hay không, con nghe Hạo Nam nói sự kiện đó khiến mẹ rất phiền. La Tuệ Ninh cười nói, con đừng nghe nó nói bừa. Văn Linh nói, con cảm thấy Hương Sơn biệt viện căn bản không tính là đại sự, người ở trên đời mang quá nhiều động cơ và mục đích, nhưng bất kể bọn họ dụng tâm hiểm ác như thế nào thì chúng ta chỉ cần tâm tình đạm bạc, không để ý tới họ, tránh xa loại người như vậy, rời xa thị phi thì phiền toái tự nhiên cũng sẽ rời xa chúng ta. La Tuệ Ninh thở dài. Bà ta cho rằng những lời này của con gái là bị ảnh hưởng của Phật môn. Văn Linh nói, mẹ nên nhìn thoáng một chút, chuyện đã xảy ra thì rất khó thay đổi, thật ra có xấu đến mấy thì sao? Chỉ cần là người sống trên đời thì khó mà tránh khỏi được những phiền não. La Tuệ Ninh nói, Tiểu Linh, con hiện tại nói chuyện tràn ngập hương vị xuất thế, cứ như đã nhìn thấu hồng trần ấy. Văn Linh nói, con trải qua sinh sinh thế thế, chim chim nổi nổi, sớm đã nhìn thấu tất cả rồi. La Tuệ Ninh con gái, tuy rằng liền gần trong gang tấc nhưng trong lòng lại cảm thấy cách nhau rất xa, bà ta nói khẽ Tiểu Linh, con định sau này sẽ thế nào? Văn Linh nói, con hiện tại sống rất vui, sống vì bản thân, mỗi ngày đều rất chân thật. La Tuệ Ninh có chút không rõ của cô ta, chẳng lẽ con gái đang nói nó trước đây đều sống vì người khác ư? Nhớ tới tao ngộ bất hạnh của con gái, nhớ tới khúc mắc tình cảm giữa cô ta và Đỗ Thiên Giã, La Tuệ Ninh không khỏi lại thở dài. Văn Linh nói, mẹ, áp lực của mẹ thật sự quá lớn, hay là con và mẹ ra ngoài du lịch, thuận tiện thư giãn luôn. La Tuệ Ninh lắc đầu, không đi được, hội từ thiện xảy ra vấn đề, mẹ đã xem nhẹ tình huống bên đó rồi, hiện tại đã xảy ra phiền toái rất lớn, là người sáng lập của hội từ thiện, mẹ phải gánh vác một số trách nhiệm,
mẹ lo chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với cha con. Văn Linh nhíu mày, vấn đề gì thế? La Tuệ Ninh lúc này mới nói với cô ta chuyện xảy ra ở hội từ thiện. Văn Linh nói, không tìm thấy Diêu Hồng Hy, có thể tìm người nhà của cô ta. La Tuệ Ninh nói, chú Trần con buổi chiều gọi điện thoại tới, cũng vô cùng lo lắng, hắn cũng không biết gì về những chuyện mà Diêu Hồng Hy làm, hiện tại cũng đang tìm cô ta. Văn Linh lạnh lùng nói, bọn họ là vợ chồng thì sao lại không biết? La Tuệ Ninh nói, thôi, loại chuyện này mẹ vốn cũng không nên nói ra chỉ tổ khiến nhiều người phiền não hơn. Văn Linh nói, đám người này đều là hạng vong ân phụ nghĩa, bọn họ lúc trước tiếp cận cha mẹ, đơn giản là muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của Văn gia mà thôi, chỉ cần bọn họ gặp phiền toái thì lập tức tránh xa. Văn Linh nói tới đây thì trong hai mắt hàn quang hiện ra. La Tuệ Ninh nhìn thấy ánh mắt của cô ta, cũng không dùng mình, sợ đến nỗi nắm chặt hai tay con gái, Tiểu Linh, Tiểu Linh. Văn Linh được bà ta gọi, ánh mắt lập tức trở nên dịu đi, nói khẽ, mẹ, con chỉ thấy bất bình cho mẹ thôi. La Tuệ Ninh nói, về sau mẹ không muốn quản chuyện gì nữa, cũng không muốn hỏi gì nữa. Bà ta nhắm mặt lại, giống như đang nhập định. Văn Linh vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay mẹ, đứng dậy nói, mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, con ra ngoài một chuyến. Trương đại quan nhân căn bản không ngờ Văn Linh sẽ chủ động tìm tới mình, nhìn thấy Văn Linh đứng trước cửa, Trương Dương có chút trợn mắt há hốc miệng, Văn Linh vẫn là bộ dạng yếu đuối đó, mặc váy dài màu xám, đi giày vải, thoạt nhìn giống như thuộc thời đại hiện tại. Văn Linh chắp tay sau lưng, hai mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Trương Dương, không ngờ tôi sẽ đến đây phải không? Trương đại quan nhân nhếch môi bật cười, chị Linh, hôm nay ngọn gió nào thổi chị tới đây vậy? Văn Linh thản nhiên trả lời, gió độc. Cô ta đi tới cửa lớn. Trương đại quan nhân nghiêng người để cô ta đi vào. Văn Linh nhìn chung quanh sân, hai tay vẫn chắp sau lưng, Trương đại quan nhân lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cô ta, hiện tại Văn Linh không khác gì người bình thường, với tu vi của Trương Dương, nếu cô ta cố ý che giấu võ công thì chắc có thể phát giác được. Trương Dương nói, chị Linh vào nhà ngồi đi. Văn Linh lắc đầu, xoay người nhìn Trương Dương rồi nói, tôi tới tìm cậu là vì hai chuyện. Trương Dương cười nói, chị cứ nói. Văn Linh nói, lần trước cậu phế bỏ võ công của tôi, lại động tay chân trong cơ thể tôi, gần đây ngực của tôi thường xuyên ngâm ngầm đau, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, cậu có phải nên giải quyết phiền não này cho tôi hay không? Trương Dương mỉm cười nói, chị Linh dám để cho tôi bắt mạch không? Văn Linh ngồi xuống trước bàn đá, để cổ tay lên trên đó. Trương đại quan nhân không thể không bội phục dũng khí của Văn Linh. Tuy rằng hắn từ hành động của Văn Linh đã phán đoán ra, khả năng cô ta khôi phục võ công không tính là lớn, nhưng muốn xác định điểm này thì vẫn cần chứng thực từ mạch đập. Văn Linh đã khôi phục võ công, cô ta chắc sẽ không thản nhiên để mình bắt mạch như vậy. Trương Dương ngồi xuống đối diện Văn Linh, vươn ngón tay ra đặt lên trên môn của cô ta, từ mạch đập của Văn Linh cho thấy, cô ta căn bản không có gì khác biệt với người thường. Văn Linh nói, có phải rất lo lắng tôi đã khôi phục võ công hay không? Trong giọng nói của cô ta mang theo mấy phần trào phúng. Trương đại quan nhân cười nói, có gì mà phải lo lắng. Ma cao một thước thì đạo cao một trượng. Văn Linh nói, thế giới hiện tại, thiện ác khó phân, hắc bạch không rõ, anh là ma, ai là đạo, cậu chưa chắc đã có thể phân rõ. Trương Dương nói, nhãn lực của tôi vẫn còn tốt lắm. Ngón tay hắn tăng thêm chút lực đạo, muốn trừ chướng ngại trong cơ thể chị thì phải dùng nội lực thấu vào trong kinh mạch của chị chẳng lẽ không sợ ư? Văn Linh nói, đối với một người đã chết quá nhiều lần, sinh và tử vốn không có gì phân biệt, tôi có gì mà phải sợ. Chương 2211, không ngờ tới 4. Trương Dương đưa một dòng nội lực vào trong kinh mạch của Văn Linh, nếu Văn Linh đã chủ động đề xuất yêu cầu thì tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để dò xét bí mật của cô ta. Hắn thản nhiên như không nói, nghe nói chị chuẩn bị quy y Phật môn. Văn Linh nói, tôi chỉ là thích sự thanh tịnh của nơi đó, tôi không tin Phật. Trương Dương cười nói, không tin Phật lại suốt ngày lễ Phật. Văn Linh nói, cậu phế võ công của tôi, cũng chặt đứt trần niệm của tôi luôn. Chị đang trách tôi. Văn Linh lắc đầu, đây là chuyện mà trời cao đã chú định. Trương Dương nói, thật ra chị hoàn toàn có thể sống thoải mái hơn một hút. Văn Linh nói, cậu và tôi khác nhau. Tôi là người thích ứng trong mọi tình cảnh, không chấp nhất như chị. Văn Linh lạnh lùng cười nói, người sống trên đời nếu không có một chút tín niệm thì như vậy có khác gì đã chết. Trương Dương nói, có tin linh hồn của người có thể xuyên qua thời không hay không? Nhìn vào hai mắt Trương Dương,
Cô ta gật đầu, nếu có thể lựa chọn thì tôi sẽ không sinh tồn ở một thế giới như thế này. Cô ta cảm thấy thắt lưng bỗng nhiên đau nhức, thì ra là Trương Dương đã thúc giục nội lực trấn vỡ phụ cốt châm giấu trong cơ thể cô ta. Trương Đại Quan Nhân thông qua một phen tra xét kinh mạch Văn Linh vừa rồi đã xác định võ công của cô ta vẫn chưa khôi phục, mới yên tâm giải trừ phụ cốt châm đã gieo vào trong người cô ta trước đó. Văn Linh không hề bởi vì hắn giải trừ phụ cốt châm mà lộ ra nửa phần vui mừng, cô ta rút dây về, ánh mắt nhìn tòa trạch viện này rồi nói khẽ tiên sinh tuyệt đối không ngờ sau khi ông ta ra đi lại có nhiều phiền toái như vậy. Trương Dương nói, tôi hiện tại mới hiểu tiên sinh vì sao muốn đem tòa này trạch viện để lại cho tôi. Văn Linh nói, ông ta đối với cậu không tồi, để lại một tòa bảo tàng dưới đất cho cậu. Trương Dương nói, tiên sinh đối với tôi quả thực rất tốt. Đúng rồi, chị nói có hai việc, tôi đã giải quyết một việc cho chị rồi, còn việc còn lại là gì? Văn Linh nói, Văn gia lại gặp phiền toái rồi. Trương Dương ngạc nhiên nói, gì cơ? Văn Linh lúc này mới nói với Trương Dương chuyện của hội từ thiện, Trương Dương nghe xong không khỏi cau mày, xem ra phiền toái của Văn gia thật đúng là không ít. Văn Linh nói, võ công của tôi bị cậu phế bỏ rồi, tuy rằng muốn giúp nhưng lòng có thừa mà sức không đủ, cho nên tất cả chỉ có thể nhờ vào cậu. Trương Dương nói, chị muốn tôi làm gì? Văn Linh nói, Diêu Hồng Hy mất tích rồi, Lý Khải Phàm đó thì cũng nhận được tin tức mà đào tẩu. Văn gia muốn thoát khỏi phiền toái thì phải tìm được bọn họ. Trương Dương nói, chuyện này thật ra chị nên đi tìm huynh đệ của chị, hắn là cảnh sát, về phương diện tìm người thì có nghề hơn tôi. Văn Linh nói, hắn không có bản lĩnh của cậu, hơn nữa người của Văn gia cũng không thích hợp nhúng tay vào chuyện này. Trương Đại Quan Nhân không khỏi cười khổ, con trai ruột không thích hợp nhúng tay. Bản thân hắn chỉ là con nuôi chẳng lẽ thích hợp hơn ư? Lời tuy rằng là nói như vậy, nhưng chuyện của La Tuệ Ninh thì hắn sẽ không chút do dự đi giúp. Văn Linh nói, Lý Khải Phàm có thể là không dễ tìm, nhưng tìm Diêu Hồng Hy chắc không khó. Chỉ cần tìm con trai bảo bối Trần An Bang của cô ta. Dùng Trần An Bang bức cô ta ra nói chuyện chắc không có vấn đề gì. Trương Dương nói, chị muốn tôi xuống tay với Trần An Bang ư. Văn Linh nói, cụ thể làm như thế nào thì tự cậu nghĩ, thân là con trai, cậu không thể trơ mắt nhìn mẹ nuôi của mình dính vào phiền toái được. Trương Đại Quan Nhân phát hiện Văn Linh đã thay đổi rất nhiều, cô ta từ khi nào bắt đầu biểu hiện ra sự quan tâm đối với Văn gia như vậy. Trương Dương nói, có biết nơi này vừa mới phát sinh hung án hay không? Văn Linh nói, như thế nào? Trương Đại Quan Nhân nói, bốn mạng người ở trước mắt tôi cứ vậy biến mất, hơn nữa tôi không hề phát hiện ra tung tích của hung thủ. Văn Linh lạnh lùng nói, võ công rất cao, cậu hoài nghi là tôi làm ư. Trương Đại Quan Nhân cười cười không nói gì, trước khi gặp mặt Văn Linh. Hắn quả thực có hoài nghi như vậy, nhưng vừa rồi đã tra xét kinh mạch của Văn Linh, hắn đã có thể kết luận võ công của Văn Linh vẫn chưa khôi phục. Cho nên hôm nay cô ta đăng môn đến thăm có thể giải thích được. Văn Linh nói, chuyện của Hương Sơn Biệt Viện đã mang đến không ít phiền toái cho Văn gia, bốn người này bị giết, khiến chuyện trở nên càng phức tạp hơn, cậu cho rằng tôi thân là con gái của Văn gia lại chủ động mang tới phiền toái cho gia đình ư. Trương Dương nói, lúc trước tôi cũng cho rằng bốn người đó bị giết thì sẽ khiến chuyện trở nên phiền toái hơn, chuyện phát triển lại không giống như trong tưởng tượng của tôi, bốn người đó vừa chết. Khiến sự chú ý của rất nhiều người tập trung tới bản thân việc di rời, có thể người ở sau lưng sách động chuyện này cũng không ngờ lại có sự nghịch chuyển như vậy. Văn Linh nói như vậy, bốn người này chết cũng coi như là có chút giá trị. Cô ta xưa nay vẫn máu lạnh vô tình, Trương Đại Quan Nhân đối với cô ta nói ra như vậy cũng không hề cảm thấy bất ngờ, Trương Dương thở dài nói, tôi chỉ là không ngờ, trên đời này lại có người ở thể ở dưới mắt tôi làm thành chuyện này. Văn Linh nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, võ công chi đạo vô cùng vô tận, lúc trước tôi còn tưởng rằng mình có thể tung hoành thiên hạ, nhưng không ngờ lại gặp phải cậu. Tạm dừng một chút rồi nói, nếu cậu không tu luyện đại thừa quyết, cậu không phải là đối thủ của tôi. Trương Đại Quan Nhân thản nhiên công nhận điều này, hắn cười nói, tôi không bằng chị, tôi cũng không thể lòng không vướng mắc như chị, tạp niệm của tôi quá nhiều, cho nên không thể chuyên tâm vào võ học. Tôi thừa nhận. Nếu không phải tôi có được đại thừa quyết trước chị một bước thì tôi chỉ sợ vĩnh viễn không phải là đối thủ của chị. Văn Linh nói, chuyện mà số mạng đã chú định, đó là duyên phận của cậu, cũng là tạo hóa của cậu. Trương Dương nói, có thể hỏi chị một vấn đề hay không, chị trước đây căn bản không hề biết võ, vì sao trong thời gian ngắn ngủn đột nhiên tăng mạnh như vậy? Văn Linh cười ha ha, cô ta lắc đầu nói, hà tất phải hỏi, cậu có thể giải thích võ công của mình đến từ đâu không?
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng ô tô, lông mày Văn Linh khẽ nhướn lên. Trương Dương đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa có một chiếc Rolls-Royce màu đen đỗ ở đó, Tần Manh Manh mặc Âu phục màu sữa xuống ô tô, nhìn thấy Trương Dương ra mở cửa thì cô ta cười cười rồi xoay người nói với hai bảo tiêu đang đi theo các anh cứ chờ ở bên ngoài. Tần Manh Manh biết Kinh Thành là chốn thị phi, đối với cô ta mà nói thì rất nguy hiểm, cho nên cô ta ở phương diện an toàn cũng bỏ không ít công phu. Bình thường cô ta ra vào đều có bảo tiêu đi theo, nhưng nhìn thấy Trương Dương, Tần Manh Manh đáy lòng sinh ra một loại cảm giác an toàn, cô ta tin Trương Dương có năng lực đảm bảo an toàn cho mình. Đi theo Trương Dương vào trong sân, Tần Manh Manh mới nhìn thấy Văn Linh đã đến đây trước cô ta. Từ khi Tần Manh Manh trở thành Hà Vũ Mông, vẫn là lần đầu nhìn thấy Văn Linh, Trương Dương thản nhiên như không giới thiệu, vị này là chị gái nuôi của tôi, Văn Linh. Lại nói với Văn Linh, đây là Hà Vũ Mông, con gái của Hà Trường An tiên sinh. Văn Linh đứng dậy gật đầu với Tần Manh Manh, hạnh ngộ. Tần Manh Manh lễ phép nói, chào tiểu thư, hy vọng sự có mặt của tôi không làm phiền mọi người. Văn Linh nói, hai người nói chuyện đi, những gì tôi cần nói đã nói xong rồi. Cô ta nhìn thoáng qua Trương Dương, đầy thâm ý nói, chuyện tôi nhờ cậu, đừng có quên đó. Văn Linh đi rồi Tần Manh Manh mới nói, anh Dương, gần đây có bộ môn đang điều tra chuyện năm đó của cha em, đặc biệt tìm tới em để tìm hiểu chuyện hội từ thiện của Thiên Chỉ Tiên Sinh, em lo bọn họ muốn mượn chuyện đó để chế tạo phiền toái. Trương Dương nói, đã có phiền toái rồi. Có chút kinh ngạc anh một tiếng, Trương Dương kể lại chuyện đã xảy ra với cô ta. Tần Manh Manh nói, không ngờ chuyện này lại phiền toái như vậy. Trương Dương nói, chuyện không phải bởi vì Hà Tiên Sinh mà có, bọn họ vốn ý là bắt tay vào từ điều tra Hà Tiên Sinh, nhưng không ngờ điều tra ra vấn đề khác, Tổng Giám Tài vụ của Hội Từ Thiện Lý Khải Phàm tham ô một khoản tài chính lớn, sau khi biết hành vi phạm tội bại lộ thì hắn đã đào tẩu với một khoản tiền lớn. Tần Manh Manh nói, chuyện này liệu có Văn Phu Nhân ảnh hưởng cho Văn Phu Nhân hay không? Trương Dương nói, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, điều tra ngay từ đầu đã có tính hướng vô cùng rõ ràng. Tần Manh Manh áy náy nói, xin lỗi. Trương Dương cười nói, em vì sao phải xin lỗi? Tần Manh Manh nói, bởi vì chuyện của cha em mà đã mang tới cho Văn gia nhiều phiền toái như vậy. Trương Dương nói, bất kể có chuyện của Hà Tiên Sinh hay không thì phiền toái của Văn gia Thủy Chung sẽ xuất hiện. Hắn nói những lời này không phải để an ủi Tần Manh Manh, lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, hắn nhìn chuyện khá là toàn diện, mục đích người khác điều tra Hà Trường An chính là vì mang tới phiền toái cho Văn gia. Trên ý nghĩa nào đó thì nếu không phải vì Văn gia thì có lẽ chuyện của Hà Trường An cũng sẽ không bị quan tâm tới vậy. Từ điểm này mà nói thì Hà Trường An chết rồi vẫn không được yên chính là do Văn gia. Tần Manh Manh nói, ngày hôm qua em khi nói chuyện điện thoại với Tiểu Hoan thì nó nói như anh, còn hỏi anh lúc nào thì tới Mỹ thăm nó. Chương 2212, ưỡn thẳng lưng 1. Trương Dương nói, Tiểu Hoan càng lúc càng hiểu chuyện, với tuổi của nó mà một mình ở hải ngoại, thật sự là khiến cho người ta không yên lòng. Trương Đại Quan Nhân là cố ý nói ra những lời này, Tần Manh Manh nghe thấy vậy, mắt không khỏi đỏ lên, cô ta cúi đầu xuống. Trương Dương nói, nhớ nó à? Tần Manh Manh không nói gì, nhưng hai mắt của cô ta đã hoàn toàn để lộ ra tâm sự của mình. Trương Dương thở dài nói, không giấu gì em, đối với cách làm hiện tại của em, anh cũng không ủng hộ. Mặc kệ Hà Tiên Sinh là bị ai làm hại, em hiện tại vì báo thù cho ông ta mà không tiếc hy sinh tất cả của mình, nhưng em có nghĩ tới hay không, có lẽ anh để báo thù không chỉ hy sinh hạnh phúc và sinh mệnh của mình mà còn cả của Tiểu Hoan nữa, nếu em có bất trắc gì, nó sẽ ra sao? Nó từ nhỏ đã không có cha, hiện giờ vừa mới có được tình thương của mẹ, chẳng lẽ em lại tàn nhẫn cướp đoạt đi tất cả ư? Ngữ khí của Trương Dương nghiêm khắc trước giờ chưa từng có. Tần Manh Manh cắn cắn môi nói, anh, em có thể làm gì được nữa? Cha em bị cha Tấn Bắc hại chết, chứng cứ vô cùng xác thực, chẳng lẽ em trơ mắt nhìn kẻ thù tiêu dao mà thờ ơ ư? Trương Dương nói, điểm đáng ngờ trong việc Hà Tiên Sinh bị hại rất nhiều, cha Tấn Bắc đối với hai mỏ vàng trong tay em đúng là mơ ước từ lâu, chuyện này sớm đã là sự thật mà mọi người đều biết, hai ngày trước anh đã gặp mặt cha Tấn Bắc, hắn không phải kẻ ngốc, hắn trước mặt nói thẳng với anh rằng, không biết chuyện Hà Tiên Sinh bị hại, nếu hắn biết Hà Tiên Sinh bị hại, là nói gì cũng sẽ không tiếp nhận mỏ vàng châu Phi. Trong chuyện này hắn rất có thể là bị Vu Đông Xuyên chơi xỏ. Tần Manh Manh nói, nhưng mỏ vàng cuối cùng vẫn lọt vào tay hắn, cha Tấn Bắc tính tình âm hiểm, hắn làm chuyện xấu đương nhiên sẽ không thừa nhận. Trương Dương nói, vốn anh cho rằng cái chết của Hà Tiên Sinh chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên,
nhưng hiện tại lại phát hiện chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ. Gần đây có một số người đang làm văn quay chung quanh ông ta, cũng không phải là muốn điều tra bản thân Hà tiên sinh mà là nhắm vào Văn gia. Tần Manh Manh nói, cha em đã từng nói, giữa ông ta và Văn gia vẫn luôn phân rất rõ ràng, ông ta là thương nhân, bác Văn là người có chí hướng rất cao, kết giao giữa bọn họ chỉ giới hạn trong tình bạn, không có bất kỳ quan hệ kinh tế nào cả. Trương Dương nói, anh cũng tin điểm này, nhưng có người đang muốn lợi dụng tình bạn giữa bọn họ để làm văn, bọn họ không ngừng tra Hà tiên sinh, hy vọng tra ra vấn đề tra ra càng nhiều thì càng có thể tạo thành ảnh hưởng lớn hơn đối với cha nuôi của anh. Tần Manh Manh nói, chuyện rõ ràng không có cơ sở mà bọn họ vì sao cứ muốn bàn lộng thị phi. Trương Dương nói, chính trị không chú ý thủ đoạn. Hắn quay lại đề tài vừa rồi. Phó Chính Thanh tuy rằng là bạn tốt của cha em lúc sinh tiền. Nhưng hắn dù sao cũng là một thương nhân vĩnh viễn sẽ đặt lợi ích lên hàng đầu. Tần Manh Manh nói, bác Phó giúp em không ít, nếu không có ông ta thì em cũng không thể thuận lợi trở lại trong nước, ông ta rất chú ý tới sự an toàn của em. Trương Dương nói, anh không biết hắn, cho nên không có quyền bình luận, nhưng có chuyện anh muốn nói với em, Phó Chính Thanh và An Đạt Văn của Thế Kỷ An Thái đi lại rất gần, anh rất hiểu An Đạt Văn, người này tuy rằng trẻ tuổi nhưng tính tình âm hiểm, lãnh khốc vô tình, hắn là người nắm quyền của An gia hiện tại, cha hắn An Đức Huyên là lãnh tụ của Tín Nghĩa xã Đài Loan, An Đức Huyên trước mắt đang lợi dụng tiền đen trong tay hắn để tham gia tổng tuyển cử bên kia, quan hệ của hắn và Hồng Ân Chính rất tốt. Ở phía sau màn giúp Hồng Ân Chính thanh trừ không ít đối thủ chính trị, nghe nói Hồng Ân Chính rất có hy vọng được chọn làm tổng thống nhiệm kỳ tới. Tần Manh Manh nói, chuyện này có liên quan gì tới bác phó? Trương Dương nói, đối thủ lớn nhất của Hồng Ân Chính là Khưu Tác Lương. Mà Khưu Tác Lương đến từ gia tộc Khưu Thị của Đài Loan, anh trai hắn Khưu Chỉ Đống là tổng tài đương nhiệm của Vương Triều Kim Cương, Khưu Chỉ Đống tại thương giới và chính giới đều từng phong quang vô hạn, mà Vương Triều Kim Cương có quan hệ mật thiết với cha Tần Bắc. Tần Manh Manh nói, anh là nói bác phó đang lợi dụng em để thu mua cổ phiếu của Vương Triều Kim Cương, ngoài mặt là báo thù, nhưng trên thực tế lại là muốn thông qua em để đả kích gia tộc Khưu Thị, từ đó giúp Hồng Ân Chính. Trương Dương nói, mục đích chân chính của họ thì anh không biết, nhưng anh biết trận thương chiến mà em đang khơi mào đang bị người có dụng tâm kín đáo nào đó lợi dụng. Tần Manh Manh nói, không có trận thương chiến này thì không thể tìm được kẻ hữu tâm kia. Ánh mắt Trương Dương sáng ngời. Tần Manh Manh thì ra không phải là không có phát giác gì, có lẽ cô ta đã sớm ý thức được cha Tấn Bắc không phải hung phạm hại chết cha mình, cũng cảm thấy được nhóm người Phó Chính Thanh này mục đích giúp cô ta cũng không đơn thuần, nhưng cô ta vẫn nghĩa vô phản cố giấy lên trận thương chiến này, mục đích là muốn dụ hung thủ chân chính trồi lên mặt nước. Trương Dương biết Tần Manh Manh làm như vậy thì rất mạo hiểm. Hắn nói khẽ chuyện bảo hổ lột ra không thích hợp với em, tình thế trước mắt vô cùng ác liệt. Cha Tấn Bắc cho rằng em một lòng muốn đối phó hắn. Nếu tình trạng của Vương Triều Kim Cương bởi vì sự thu mua của em mà trở nên ác liệt thì hắn có lẽ sẽ làm ra chuyện bất lợi với em. Dụng tâm và mục đích của đám người đó Phó Chính Thanh không trong sáng, nếu bọn họ chỉ muốn từ giữa mưu lợi bất chính thì không tính là gì, nhưng nếu sau lưng bọn họ có người khác sai khiến thì tình cảnh của em sẽ vô cùng nguy hiểm. Ở trong nước không chỉ một mình anh biết thân phận chân chính của em, nếu chuyện này để lộ ra thì có thể sẽ gia tăng thêm rất nhiều phiêu lưu. Tần Manh Manh nói, em đã cân nhắc hết rồi. Trương Dương nói, anh không phải muốn khuyên em từ bỏ việc báo thù, nhưng tiểu hoan trên thế giới này chỉ có một thân nhân là em nếu xảy ra chuyện gì thì có nghĩ tới sẽ tạo thành thương tổn như thế nào tới nó hay không? Nếu Hà tiên sinh vẫn còn sống thì anh tin ông ta cũng sẽ không tán thành ý muốn báo thù của em, ông ta từng nói với anh, ở trong lòng ông ta nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhìn thấy hai mẹ con em bình an, Manh Manh, anh có thể đáp ứng em. Anh sẽ giúp em tìm ra hung phạm sát hại Hà tiên sinh, anh sẽ đòi lại công đạo này cho ông ta, em chỉ cần mau chóng bên cạnh tiểu hoan. Trong hai mắt Tần Manh Manh ánh lệ quang, trong lòng cô ta bởi vì những lời này của Trương Dương mà cảm động. Cô ta lắc đầu nói, anh Dương, anh đã giúp em quá nhiều rồi, hơn nữa chuyện này là gia sự của em không thể để anh làm thay. Trương Dương nói, đừng quên em là em gái nuôi của anh, tiểu hoan lại là con nuôi của anh, chuyện của em chính là chuyện của anh. Không, chuyện này phải do em tự đi làm. Trong mắt người ngoài thì Văn gia gần đây bị những sự kiện xấu quấn vào thân, Văn Quốc Quyền đang ở trong thời khắc mấu chốt nhất lại lâm vào trong phiền toái không đáng có. Cho tới bây giờ, Văn gia vẫn không hề tỏ thái độ, chẳng lẽ Văn Quốc Quyền thực sự bởi vậy mà không gượng dậy nổi ư? Ở khu mới của thành phố Tân Hải, Văn Quốc Quyền và bí thư thị ủy Tĩnh Hải Kiều Trấn Lương sóng vai đi trên đi lớn,
lúc hoàng hôn đột nhiên mây đen dày đặc, mây đen buông xuống sát mặt biển, khiến cho người ta từ đáy lòng cảm thấy áp lực, mặt biển gió rất lớn. Gió thổi sóng dậy, sóng biển tầng tầng lớp lớp ùa vào đường ven biển, những đợt sóng lớn đập lên đê, hắt lên những bọt nước màu trắng. Hơi nước theo gió biển tràn khắp cả không khí, trong hô hấp cũng mang theo nhị ẩm thấp đặc hữu của gió biển. Văn Quốc Quyền đứng trên đê lớn, nhìn biển vô biên vô hạn, nói khẽ, xây dựng khu mới của Tân Hải đã có quy mô ban đầu, Trấn Lương, anh sau khi đến đây thực sự đã mang đến biến hóa rất lớn cho nơi này. Kiều Trấn Lương bật cười, thời gian tôi đến đây rất ngắn, trước mắt vẫn đang trong quá trình làm quen với tình huống. Tôi đối với Tân Hải vẫn chưa tiến hành cải cách dứt khoát hẳn hoi, thật ra tôi trước khi tới Tân Hải. Các mặt công tác của Tân Hải vẫn được tiến hành không tồi, cho nên điều tôi cần phải làm chính là noi theo phương châm chính sách trước đây, bảo đảm chính sách đã được quy hoạch của Tân Hải có thể được thực hiện. Đây cũng không phải là tôi khiêm tốn, là của tôi quả thực không có công lao gì. Văn Quốc Quyền nói, làm việc khiêm tốn vẫn luôn là phong cách của anh, hiện tại cán bộ giống như anh dã càng lúc càng ít. Kiều Trấn Lương nói, khiêm tốn cũng phân làm hai loại, một loại khiêm tốn khi thấy ý, một loại là khiêm tốn khi đắc ý, cái trước là hành động bất đắc dĩ, cái sau mới là được thực sự hiếm có, tôi sở dĩ khiêm tốn là vì tôi cảm thấy mình không có vốn để làm cao. Cười ha ha, y chắp hai tay, nheo mắt lại nhìn về phía xa, muốn nhìn thấy điểm cuối của mặt biển. Kiều Trấn Lương thuận theo ánh mắt của y mà nhìn, nói khẽ, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối, tầm mắt của mỗi người đều có hạn. Văn Quốc Quyền nói, cho nên muốn nhìn ra chỗ xa thì không thể dừng bước được, nếu chúng ta dừng lại không tiến tới thì tầm mắt của chúng ta sẽ chỉ trệ không tiến. Kiều Trấn Lương nói, một ngày nào đó sẽ không đi được nữa. Văn Quốc Quyền tràn đầy đồng cảm gật đầu, chỉ cần đi được thì nhất định phải đi tiếp. Nói xong câu đó, y tạm dừng một chút rồi quay sang nhìn Kiều Trấn Lương nói, cảm ơn. Chương 2213, ưỡn thẳng lưng 2. Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, không cần cảm ơn tôi, Thiên Chỉ tiên sinh vẫn luôn là thư pháp gia mà tôi kính nể nhất, phong phạm làm người của ông ta vẫn luôn khiến tôi kính ngưỡng, tuy rằng tiên sinh lúc sinh tiền quan hệ rất bình thường với tôi, nhưng cái này không hề ảnh hưởng tới địa vị của ông ta trong mắt tôi, hiện tại tiên sinh cưỡi hạc về Tây, lại có người bôi nhọ ông ta, tôi tất nhiên không thể đồng ý. Tôi chỉ là xuất phát từ thân phận của một người yêu thích thư pháp, cầu một phần công đạo cho tiên sinh, không có ý gì khác cả. Văn Quốc Quyền lại nói, tôi hiểu. Kiều Trấn Lương không nói gì tiếp, y sao mà không hiểu chứ? Văn Quốc Quyền đột nhiên tới Tân Hải thị sát, tuyệt đối không phải là đơn giản làm việc công, điểm xuất phát của mình rốt cuộc là gì thì sao có thể qua được mắt của Văn Quốc Quyền? Văn Quốc Quyền nói, làm quan quan trọng nhất chính là hai chữ trong sạch, cũng chỉ có hai chữ này mới có thể giúp chúng ta có thể ưỡn thẳng lưng. Bật cười, nhưng trên đời tràn ngập quá nhiều người lẫn lộn đen trắng. Bọn họ không thể gặp ánh mặt trời, cho nên trong sạch đối với bọn họ mà nói thì như lâm đại địch, bọn họ sẽ bất chấp tất cả thủ đoạn để bôi nhọ người khác, làm lẫn lộn sự nghe nhìn của người khác. Văn Quốc Quyền nói, chính bởi vậy mà chúng ta mới càng phải tiến tới phía trước, chúng ta phải ưỡn thẳng lưng, bởi vì cái mà quốc gia cần là một số người đường đường chính chính, là một đám người trong sạch. Kiều Trấn Lương nhìn mặt biển dậy sóng, vẻ mặt của y tuy rằng bình tĩnh, nhưng tâm tình của y lúc này lại bởi vì những lời này của Văn Quốc Quyền mà nhộn nhạo, Văn Quốc Quyền không chỉ biểu đạt tín nhiệm của y, cũng đang biểu lộ lòng tin siêu cường của y một cách triệt để. Kiều Trấn Lương nói, lúc tôi mới quyết định tòng chính, cha tôi từng hỏi tôi, con làm quan là vì cái gì? Anh đoán xem lúc ấy tôi trả lời ông ta thế nào? Văn Quốc Quyền dùng nụ cười và sự trầm mặc của mình để biểu đạt sự chờ mong. Kiều Trấn Lương nói, tôi nói, làm quan là để kế thừa sự nghiệp của ông ta. Để chứng minh tôi có một ngày sẽ vượt qua ông ta. Tôi vẫn nhớ rõ những lời mà ông ấy nói lúc đó, làm quan không phải vì kế thừa gì cả, cũng không phải là để chứng minh gì cả. Làm quan là một loại trách nhiệm, quyền lực nặng bao nhiêu thì trách nhiệm nặng bấy nhiêu, làm cán bộ đảng thì đầu tiên phải có tín niệm kiên định. Y ngẩng đầu nhìn Văn Quốc Quyền, trong chúng ta đa số người đều luôn miệng muốn thực hiện đường lối của đảng, nhưng rất nhiều người trong lòng thậm chí không có nổi một khái niệm tối thiểu. Tôi thủy chung cho rằng tín ngưỡng là nhân tố chủ yếu để thúc đẩy hành động. Nói tới đây y bật cười, nhìn ra được anh rất rõ ràng và kiên trì tín ngưỡng, ở phương diện này thì chúng ta có một điểm chung. Văn Quốc Quyền cũng cười, y tới Tân Hải chính là để tìm kiếm điểm chung này. Kiều Trấn Lương nói, trong thể chế luôn sẽ gặp những địch nhân bất ngờ, bất kể anh cẩn thận tới cỡ nào, bất kể anh quang minh chính đại không thẹn với lương tâm tới cỡ nào thì luôn luôn sẽ có người tìm anh gây phiền toái.
bởi móc sai lầm của anh, thất phu vô tội hoài bích có tội, ở trong quan trường sẽ diễn biến thành một loại pháp khác, một khi có người nhìn trúng vị trí của anh, như vậy hắn sẽ coi anh là chướng ngại. Để thuận lợi đi tiếp trên con đường này, hắn sẽ tìm cách loại bỏ chướng ngại này. Văn Quốc Quyền thở dài nói, từ xưa đến nay phân tranh quyền lực trên quan trường là không thể tránh khỏi, tuy rằng nói phát triển và đấu tranh thường thường là không thể tách rời, nhưng rất nhiều đấu tranh trên quan trường lại mang đến một loại nội háo, chính là một loại tụt hậu, rất nhiều quan viên trong chúng ta đã trút xuống quá nhiều tinh lực vào loại phân tranh quyền lực này, lại xem nhẹ cái bọn họ phải làm là dùng quyền lực trong tay để làm chút gì đó cho xã hội, mưu cầu gì đó cho người dân. Trong mắt chỉ nhìn thấy quyền lực mà xem nhẹ trách nhiệm cũng quan trọng như quyền lực. Kiều Trấn Lương tràn đầy cảm xúc thở dài, quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, cây cao thì gió cả, nhớ rõ trước đó tôi cũng từng gặp phải một trận nguy cơ lần đó khiến tôi nản lòng thoái chí, cơ hồ muốn vứt bỏ kiếp sống chính trị của tôi. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, để ba phần gió êm sóng lặng, lui một bước là biển rộng mênh mông, những lời này không phải là nói với những người triệt để rút lui. Trong quan trường nhường và lui đều nói một cách tương đối thôi, đại biểu cho một loại kỹ xảo chứ không phải là triệt để bỏ quyền chính là nhận thua rồi. Ý vị thâm trường nhìn Kiều Trấn Lương một cái rồi nói, tôi vẫn cho rằng anh không phải là người dễ dàng chịu thua, sự thật chứng minh anh quả nhiên đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất trong sĩ đồ. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, nhưng nhịn tuyệt không có nghĩa là nhận thua và trốn tránh không chỉ hy sinh quyền lực của mình, đồng thời cũng hy sinh lợi ích của người dân. Đây là vì sao chúng ta phải giữ vững nguyên tắc. Văn Quốc Quyền ngẩng đầu lên rồi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, giọng nói của y trầm thấp, đi trong quan trường lâu như vậy, có những lúc trong lòng tôi cũng sinh ra sự mệt mỏi, đến vị trí của tôi rồi, thật ra nhân sinh cũng không cần chứng minh quá nhiều nữa, tôi thậm chí cũng từng muốn về hưu, nhưng tôi sau khi có ý niệm này thì lập tức hỏi lại bản thân, nếu tôi từ bỏ thì có ai thích hợp với vị trí này hơn tôi, có ai sẽ làm tốt hơn tôi. Văn Quốc Quyền lắc đầu, tôi không tìm thấy. Y mở mắt ra, gió biển tựa hồ lại to hơn. Vẻ mặt của Văn Quốc Quyền vô cùng kiên nghị, có lẽ có người sẽ nói tôi tự đại, tôi không phải là tự đại, mà là tự tin, tôi có gan nói ra những lời này là thành lập trên cơ sở hiểu rõ bản thân, tôi biết rõ tương lai nên làm gì. Ánh mắt sắc bén của Văn Quốc Quyền tựa hồ có thể xuyên thấu mây đen trên không trung. Kiều Trấn Lương từ trong ánh mắt của Văn Quốc Quyền tìm được lòng tin đó. Y trong khoảnh khắc đã đọc hiểu được tín niệm của Văn Quốc Quyền, nói khẽ tôi tin. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, anh cũng là người tràn ngập tự tin, chúng ta có mục tiêu và tín niệm giống nhau. Hạt mưa to như hạt đậu theo gió lốc cuốn tới, Kiều Trấn Lương nói, trong thời kỳ đặc thù này, chúng ta chẳng những tín niệm giống nhau mà còn cùng phải trải qua một trận mưa gió. Một đạo thiểm điện xé rách mây đen trên trời, đồng thời chiếu sáng khuôn mặt của Văn Quốc Quyền và Kiều Trấn Lương. Vẻ mặt của bọn họ lúc này tràn ngập sự vui mừng. Trần An Bang điều khiển một chiếc phương miện nào đen rời khỏi bãi đỗ xe dưới đất của tòa nhà khoa học kỹ thuật Hoành Vũ. Hắn rất ít khi xuất hành lặng lẽ như vậy, chỉ trong bãi đỗ xe đã đỗ một chiếc Ferrari, một chiếc Porsche của hắn, nhưng hắn vẫn lựa chọn xuất hành trầm thấp. Chiếc xe này không phải của Trần An Bang, sau khi hắn lái khỏi bãi đỗ xe thì rất cẩn thận quan sát phía sau mình một chút, xác định không có ai theo dõi thì lúc này mới yên tâm lái vào đường lớn. Trần An Bang không biết trong bãi đỗ xe đã sớm có người đang ở đó ôm cây đợi thỏ, hắn vừa xuất hiện thì đã bị theo dõi. Trương Đại Quan Nhân từ chỗ Văn Linh biết được La Tuệ Ninh gặp phiền toái thì quyết định theo dõi Trần An Bang để tìm ra nơi hạ lạc của Diêu Hồng Hy. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng võ công cao siêu, nhưng ở phương diện theo dõi thì không phải là cường hạng, hiện tại hắn đã phân rõ giới hạn với phía quốc an, cho nên Trương Đại Quan Nhân nghĩ tới nghĩ lui liền tìm thám tử Tư Lưu Minh. Thằng cha này năm đó từng theo dõi mình và Cố Giai Đồng, sau khi bị Trương Dương trừng phạt cho một trận thì cũng học khôn ra không ít, đối với nhiệm vụ mà Trương Dương giao cho hắn thì tất nhiên dồn hết sức đi làm. Sau khi Trần An Bang lái xe rời khỏi thì Lưu Minh lập tức gọi điện thoại cho Trương Dương ở cửa ra thứ hai đuổi kịp xe của Trần An Bang. Sau khi Lưu Minh xác định Trương Dương đã đuổi kịp xe Vương Miện của Trần An Bang thì cũng xuất phát theo, hắn rất nhanh đã xác định hai việc. Một là Trần An Bang không hề có kinh nghiệm phản theo dõi, hai là trừ bọn họ ra thì không hề có người khác theo dõi Trần An Bang. Trương Dương và Lưu Minh thay nhau theo dõi, ô tô của Trần An Bang cuối cùng cũng đỗ ở trạm tàu điện ngầm Chính Ngôn, nhìn ra được thằng ôn này khá cẩn thận, đã dùng tới tất cả thủ pháp phản theo dõi xem được trên điện ảnh. Lưu Minh và Trương Đại Quan Nhân sau khi xác định phương thức theo dõi thì để Lưu Minh tiếp tục theo dõi sát. Trương Dương thì lái xe tới mục đích của Trần An Bang.
Trần An Bang cuối cùng cũng xuống xe ở Đông Lai Các Hạ, ra khỏi tàu điện ngầm. Trương Đại Quan Nhân điều khiển xe Santana đỗ sẵn ở lối ra, Lưu Minh mở cửa xe ngồi vào cười nói, xe taxi phía trước đấy. Trương Dương nói, có bị hắn phát hiện hay không? Lưu Minh nói, thằng ôn này không có kinh nghiệm, nhưng lại rất cẩn thận, kinh nghiệm phản theo dõi của hắn chắc là đều học được trong phim. Trương Dương vừa lái xe vừa nói, từ hành động của hắn cho thấy thằng ôn này khẳng định có quỷ. Lưu Minh nói, anh theo dõi hắn rốt cuộc là để tìm ai? Trương Đại Quan Nhân không hề giấu giếm, nói ra chuyện của Diêu Hồng Hy. Lưu Minh nghe xong thì có chút kỳ quái, đề cập liên quan tới chuyện lớn như vậy thì vì sao không có công an theo dõi hắn? Trương Dương lại nhìn rất thấu chuyện này, hội từ thiện của Thiên Chỉ Tiên Sinh tuy rằng xảy ra phiền toái lớn như vậy, nhưng đối phương không phải là nhắm vào Diêu Hồng Hy, bọn họ muốn thông qua chuyện này để chế tạo văn vẻ, cuối cùng chỉ về phía Văn gia. Huống chi trong sự kiện này người ôm tiền bỏ trốn là Lý Khải Phàm, Diêu Hồng Hy chắc cũng là người bị hại. Chương 2214, ưỡn thẳng lưng 3. Xe taxi lái vào ngõ nhỏ phía trước, Lưu Minh ra hiệu cho Trương Dương đỗ xe ở gần đó, không tiếp tục đi vào, hắn rất quen thuộc với đường của Kinh Thành, nếu tiếp tục theo dõi thì rất có thể sẽ bại lộ. Trương Dương nói, nhưng nơi này có nhiều nhà như vậy, chúng ta sao biết hắn vào nhà nào? Lưu Minh nói, không vội, xe taxi sẽ từ ngõ này lái ra. Hai người xuống xe tới ngõ phía trước. Vừa hay nhìn thấy xe taxi từ bên trong đi ra, Lưu Minh vươn tay chặn xe lại, không đi vào mà đưa cho lái xe 50 đồng, thấp giọng thì thầm vài câu với lái xe, rồi lái xe nhanh chóng rời đi. Lưu Minh mỉm cười trở lại Trương bên cạnh Trương Dương rồi nói khẽ, số 19. Trương Dương có chút tò mò nói, anh sao biết hắn nhất định sẽ đi ra từ cái ngõ từ trước. Lưu Minh nói, bên này là đường chính, hắn vòng về sẽ dễ bắt được khách hơn. Lái xe taxi không có chút thông minh này thì có mà ăn không khí, tôi nếu không có chút nhãn lực này thì cũng sẽ đói chết. Trương Đại Quan Nhân thầm cảm thán, xem ra nghề nào cũng có học vấn, mình tìm Lưu Minh giúp quả nhiên không lầm, hắn bảo Lưu Minh ở trong xe chờ, chuyện tiếp theo hắn sẽ tự mình giải quyết. Trương Dương tìm được cửa số 19, từ bên ngoài nhìn ra được đây là một tứ hợp viện bình thường, từ bề ngoài cho thấy căn nhà này cũng có chút lịch sử, trước đây có lẽ thuộc về một vị võ quan thời Thanh. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy hai bên không có ai, trước tiên ghé vào khe cửa nhìn vào bên trong, sau đó thì nhảy lên không. Vù một tiếng nhảy qua tường, người giống như một chiếc lá khô hạ xuống phía sau một cây đại thụ trong vườn. Trong vườn không có ai, gió thổi nhẹ, lá cây đỉnh đầu kêu loạt soạt, Trương Đại Quan Nhân giỏng tai lắng nghe, mơ hồ nghe thấy trong nhà chính truyền ra tiếng người, Trương Dương dán sát vào tường phía tây mà đi, dùn người tới trước phía trước cửa sổ nhà chính. Bên trong truyền đến giọng nói của Trần An Bang, mẹ, mẹ về nhà đi. Một giọng nữ khóc nức nở nói, mẹ nếu giờ đi về thì cha con kiểu gì cũng giết mẹ. Trần An Bang cười cười an ủi bà ta, mẹ, sao lại vậy được, cha con tuy rằng tính tình không tốt nhưng ông ấy cũng hiểu pháp luật, không thể làm ra chuyện như vậy được. Diêu Hồng Hy dưng dưng nói, An Bang, mẹ không thể về được, hội từ thiện xảy ra vấn đề lớn như vậy, Lý Khải Phàm đó là thông qua mẹ giới thiệu mà được gia nhập. Hắn cuốn đi nhiều tiền như vậy, giờ gặp phải phiền toái lớn rồi. Trần An Bang nói, chuyện của hắn thì có liên quan gì tới mẹ. Mẹ tuy rằng giới thiệu hắn gia nhập hội từ thiện, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, hắn rốt cuộc là hạng người gì thì mẹ làm sao mà biết, hắn xảy ra vấn đề thì không có lý do gì bắt mẹ phải gánh vác trách nhiệm được. Diêu Hồng Hy nói, nhưng lúc trước là mẹ đồng ý cho hắn lấy tiền từ thiện đi đầu tư kinh doanh. Trần An Bang nói, chuyện bé xíu thôi mà. Cùng lắm thì đền cho họ ít tiền là được, con cũng không phải là không có tiền. Diêu Hồng Hy lắc đầu, An Bang, chuyện này không phải vấn đề về tiền, mà là mẹ đã gây ra phiền toái, có người mượn chuyện này tìm Văn gia gây phiền toái, cha con và bác Văn của con là tương giao tâm đầu ý hợp, hắn sao chịu tha thứ cho mẹ. Nói tới đây Diêu Hồng Hy không nhịn được khóc thành tiếng. Trần An Bang nhìn bộ dạng của mẹ thì không khỏi thở dài, mẹ hiện tại khóc thì có ích lợi gì. Chuyện đã ầm ĩ tới nước này, trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Diêu Hồng Hy nói, lần này mẹ đã làm sai chuyện, không chỉ liên lụy Văn gia, có thể sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của cha con. Bà ta hiện tại mới cảm thấy hối hận vô cùng. Trần An Bang nói, mẹ, hội từ thiện tuy rằng xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng người khác muốn tìm Lý Khải Phàm, mục đích cuối cùng vẫn là Văn gia, không có ai cường điệu nhắc tới chuyện của mẹ, cho nên con cảm thấy mẹ không cần phải lo lắng. Cho dù tìm tới mẹ thì mẹ cứ chối bay chối biến,
mẹ tuy rằng là hội viên của hội từ thiện, nhưng người quản lý thực sự của hội từ thiện là La Tuệ Ninh, lần này người xảy ra vấn đề là Lý Khải Phàm. Siêu Hồng Hy ngừng khóc, bà ta nghe ra con trai trong lời nói đang ám chỉ cho mình, nói khẽ con là nói. Mẹ chối bỏ sạch toàn bộ trách nhiệm ư. Trần An Bang nói, mẹ có phiền toái thì không sai, nhưng người gặp phiền toái lớn nhất trong sự kiện lần này nên là Văn Gia. Văn Gia đối với chuyện này cũng không thể thờ ơ được, bọn họ khẳng định sẽ phải ra mặt dàn xếp chuyện này. Nếu bọn họ có thể thuận lợi dàn xếp thì tất nhiên sẽ không liên đới tới mẹ. Nếu chuyện này càng lúc càng ầm ĩ thì mẹ cũng không việc gì phải sợ. Cứ đổ hết chuyện cho Lý Khải Phàm, dù sao hắn cũng đã bỏ chạy với tiền rồi, công an chưa chắc có thể tóm được hắn ngay đâu. Mà cho dù tóm được hắn thì con không tin hắn dám kéo cả mẹ vào. Siêu Hồng Hy có chút do dự, nhưng mẹ nếu làm như vậy thì có phải có lỗi với cô La của con hay không? Trần An Bang nói, mẹ, trên đời này căn bản không có nghĩa khí chi thuyết đâu, ai coi trọng tình nghĩa thì thường thường chính là người gặp suối quẩy, người phụ trách của hội từ thiện căn bản chính là La Tuệ Ninh, xảy ra chuyện thì cô ta đương nhiên phải gánh vác, chủ yếu, chẳng lẽ bắt mẹ ra gánh nỗi oan này? Siêu Hồng Hy nói, con trai, theo lời con nói thì mẹ chẳng phải là trước tiên nên trốn đi ư. Trần An Bang nói, chính bởi vậy mẹ mới không thể trốn, mẹ nếu trốn thì người khác khẳng định sẽ cho rằng mẹ có vấn đề, La Tuệ Ninh bên kia đương nhiên cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên người mẹ, mẹ trốn nên không thể đứng ra giải thích, đến lúc đó chẳng phải là câm điếc hoàng liên có khổ tự mình biết ư. Siêu Hồng Hy nghe con trai nói xong những lời này thì cảm thấy vô cùng có đạo lý, nhưng bà ta dẫu sao vẫn thấy áy náy. Vẫn do dự có nên trở về hay không, nói khẽ, mẹ lo cha con. Trần An Bang nói, mẹ yên tâm đi, chỗ cha tuyệt đối không thành vấn đề, cha cũng rất lo lắng cho mẹ, con cũng không giấu được mẹ, cha bảo con mau tìm mẹ, con nói chúng ta là một gia đình, bất kỳ chuyện gì cũng dễ nói, con biết ý cha, người một nhà thì đương nhiên phải đỡ cho nhau, mẹ nói có phải không? Siêu Hồng Hy nghe đến đây thì không khỏi cảm động tới rơi lệ, bà ta run giọng nói, mẹ nghe lời con, mẹ về. Có điều, con cho mẹ thêm chút thời gian. Trương đại quan nhân ở bên ngoài nghe, trong lòng mắng thầm, Trần An Bang này quả nhiên không phải hạng tốt lành gì, không ngờ đoán chuẩn Văn Gia lần này cần sẽ tiến thoái lưỡng nan. Thật ra cái này cũng chẳng trách được Trần An Bang, dẫu sao Diêu Hồng Hy cũng hắn mẹ hắn, con trai nào mà không nghĩ cho mẹ. Từ cuộc đối thoại này của mẹ con bọn họ, Trương Dương cũng nhận được một tin tức quan trọng, cho dù là Trần Toàn cũng chưa chắc cam tâm tình nguyện để lão bà của mình đứng ra gánh vác trách nhiệm. Nếu Văn Gia có thể hóa giải chuyện này thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn, nếu như không thì chỉ sợ Diêu Hồng Hy thực sự sẽ chối bỏ sạch sẽ trách nhiệm. Trần An Bang ở lại chỗ mẹ khoảng một tiếng đồng hồ rồi đi, vừa mới ra tới cửa lớn thì đã sau lưng đã bị điểm trúng huyệt đạo, chính là Trương đại quan nhân kịp thời ra tay, Trần An Bang mềm nhũn ngã xuống, Trương Dương không đợi hắn ngã xuống đất đã đỡ lấy hắn. Lưu Minh vội vàng lái xe tới, Trương Dương nhét Trần An Bang vào trong cốp xe, cởi một chiếc giày của Trần An Bang. Đem từ giấy đã viết từ trước nhét vào trong giày rồi ném vào nhà. Siêu Hồng Hy nghe thấy trong vườn có tiếng vật rời thì đi ra, nhìn thấy một chiếc giày, Siêu Hồng Hy vô cùng kỹ tính, liếc một cái là nhìn ra chiếc giày ra đó chính là của con trai, cô ta cả kinh gọi An Bang, bên ngoài không có ai lên tiếng trả lời. Siêu Hồng Hy lao ra nhìn bên ngoài, nào có bóng dáng của con trai, cô ta quả nhiên là vừa kinh vừa sợ, vội vàng quay lại nhặt chiếc giày đó lên, từ bên trong tìm được một mẩu giấy. Mở ra xem, liền thấy bên trên viết, muốn con trai cô bình an trở về thì phải gánh vác trách nhiệm mà mình nên gánh vác, đừng để liên lụy tới người vô tội. Siêu Hồng Hy nhìn thấy hàng chữ này thì sợ đến nỗi thất hồn lạc phách, cô ta ý thức được con trai đã bị bắt cóc, suy nghĩ đầu tiên của Diêu Hồng Hy chính là muốn báo cảnh, trở lại trong nhà móc di động, sau khi di động có sóng thì cô ta thay đổi chủ ý, nếu tùy tiện báo cảnh sát. Chỉ sợ không những không cứu được con trai mà ngược lại có thể sẽ liên lụy tới tính mạng của con trai, cô ta run run rẩy rẩy bấm số di động của con trai. Sau khi điện thoại tút 2 tiếng thì có người nhấc, Diêu Hồng Hy run giọng nói alo. Giọng nói của đối phương rất lạnh lùng, những gì viết trên tờ giấy cô đã hiểu chưa? Diêu Hồng Hy, tôi không muốn nói những lời thừa, nên làm như thế nào thì trong lòng cô minh bạch, chuyện của hội từ thiện cô biết mình nên làm gì rồi chứ? Nói xong thì gác điện thoại. Chứng thực con trai quả thực đã bị người ta bắt cóc, Diêu Hồng Hy chỉ cảm thấy một hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, thân thể của cô ta trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, trong lòng nặng như chì, cô ta bình tĩnh một chút, cố dồn lên chú khí lực, bấm số điện thoại của Trần Toàn. Văn Quốc Quyền vừa mới về nhà thì Trần Toàn tới bái phỏng,
Trong mắt Văn Quốc Quyền thì Trần Toàn tới cũng không bất ngờ, trong vấn đề của hội từ thiện vợ của Trần Toàn, Diêu Hồng Hy đã mang đến phiền toái rất lớn cho nhà họ, mà Trần Toàn thì là bộ hạ nhiều năm của mình, quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn không tồi không tồi. Từ sắc mặt của Trần Toàn có thể nhìn ra tâm tình của hắn cũng không tốt, Văn Quốc Quyền trước giờ luôn là người phân rõ sinh hoạt và công tác, y mỉm cười nói Trần Toàn tới đấy à, chúng ta vào thư phòng nói chuyện. Tâm tình của Văn Quốc Quyền lúc này rất tốt, hắn không hề bị những chuyện xảy ra gần đây khốn nhiễu, cho dù là chuyện của hội từ thiện ầm ĩ như vậy, song Văn Quốc Quyền vẫn không cho rằng chuyện này sẽ mang tới ảnh hưởng quá lớn cho y. Chương 2215, sâu xa khó hiểu 1. Một người có thể đi đến địa vị cao như Văn Quốc Quyền cũng không phải là ngẫu nhiên, chẳng những phải có năng lực chấp chính, phải có tâm thái siêu mạnh. Đây chính là chỗ Trần Toàn vẫn luôn bội phục Văn Quốc Quyền, người có thể làm được tới thản nhiên như không rất nhiều, nhưng có thể sau khi sóng to gió lớn tiến đến vẫn có thể bình tĩnh như Văn Quốc Quyền thì không có mấy ai, chỉ từ một điểm đơn giản là có thể nhìn ra Văn Quốc Quyền có thể có được thành tựu như ngày hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên. Văn Quốc Quyền đoán được ý đồ đến của Trần Toàn là có liên quan tới chuyện của hội từ thiện, sau khi Trần Toàn ngồi xuống, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, tựa hồ muốn biểu hiện là mình vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Văn Quốc Quyền vẫn từ động tác rất nhỏ của hắn nhìn ra được sự bất đồng, nói khẽ tìm tôi có chuyện gì à? Tuy rằng là y mở miệng trước, nhưng lại ném quyền bắt đầu chủ đề cho Trần Toàn. Trần Toàn gật đầu, chuyện của hội từ thiện tôi thực sự rất xin lỗi, không ngờ Hồng Hy lại mang tới phiền toái lớn như vậy tới cho các anh. Xin lỗi, đều là tại tôi quản giáo không nghiêm. Văn Quốc Quyền không khỏi bật cười, Trần Toàn à, bổn ý mà bọn họ tổ kiến hội từ thiện là rất tốt, chỉ có điều thiện tâm của họ lại bị người hữu tâm lợi dụng mà thôi, chuyện nếu đã xảy ra rồi, hiện tại trách họ cũng vô dụng, thật ra trong lòng bọn họ cũng rất buồn, Trần Toàn, người xây dựng của hội từ thiện là chị dâu anh, cũng nên để cô ta đứng ra gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Trần Toàn vội vàng lắc đầu, không, chuyện này đều là do Hồng Hy gây nên. Nên để cô ta gánh vác trách nhiệm này, tôi đã nói qua với cô ta rồi, cô ta cũng đã nhận thức được sai lầm của mình một cách sâu sắc, và lại bình thường ở phương diện quản lý hội từ thiện chị dâu cơ hồ là không nhúng tay vào, sao có thể để chị ấy gánh trách nhiệm. Tôi đã bảo Hồng Hy chuẩn bị thanh minh, buổi chiều sẽ mời một ít phóng viên tới để làm sáng tỏ chuyện này. Trong ánh mắt Văn Quốc Quyền lộ ra vẻ cảm kích, Trần Toàn không hổ là bộ hạ đã đi theo y nhiều năm, ở vào lúc mưa giông gió bão này. Trần Toàn quả nhiên đã chủ động đứng lên gánh vác trách nhiệm, trong đáy lòng Văn Quốc Quyền thật ra đã sớm đoán trước được sẽ xuất hiện tình trạng trước mắt, chỉ có điều Trần Toàn không hề đứng ra sớm như trong tưởng tượng của y, cái này cũng không có gì là lạ, liên quan tới chuyện nhà, mỗi người đều sẽ phải trải qua một phen do dự và đắn đo, Trần Toàn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa chuyện này khẳng định sẽ tổn hại cực lớn tới thanh danh của Trần Toàn, thậm chí sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định tới quan đồ của hắn. Cho nên Văn Quốc Quyền cũng không hề bức bách hoặc là làm ra ám chỉ gì, bắt Trần Toàn đứng ra hy sinh, nhưng biện pháp tốt nhất để giải quyết nguy cơ lần này chính là Trần Toàn đứng ra. Cho nên những lời này Trần Toàn nói ra những lời này thì Văn Quốc Quyền từ đáy lòng cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng có chút cảm động, hy sinh trong đấu tranh chính trị là không thể tránh được, sự hy sinh của Trần Toàn hôm nay, theo thời gian sẽ được chứng minh là xứng đáng. Nhưng sự cảm động của Văn Quốc Quyền không hề kéo dài được lâu. Trần Toàn ngay sau đó lại nói khẽ, thằng bé An Bang không hiểu chuyện, nhưng hắn không liên can tới chuyện của Hồng Hy. Văn Quốc Quyền cầm chén trà trước mặt lên, y không nói gì, ánh mắt cũng không nhìn Trần Toàn, mà là chậm rãi nhấp ngụm trà, bọn nhỏ tốt nhất nên tránh xa khỏi chiến tranh. Trần Toàn nói khẽ, tôi chỉ có một đứa con trai, trong lòng tôi không có ai quan trọng hơn nó. Vẻ mặt của Văn Quốc Quyền vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt của y đột nhiên trở nên lạnh lùng. Chậm rãi hạ chén trà xuống, Trần Toàn, An Bang xảy ra chuyện gì à? Không nói gì không nói gì, ánh mắt nhìn Văn Quốc Quyền, hắn quen Văn Quốc Quyền đã được rất nhiều năm rồi, hắn biết trí tuệ của mình không thể bằng được Văn Quốc Quyền. Sau khi chuyện của hội từ thiện xảy ra thì hắn lâm vào trong mâu thuẫn, hắn quả thực muốn để vợ đứng ra gánh vác tất cả trách nhiệm, nhưng trước khi làm ra quyết định này thì hắn lại do dự, hắn phải thừa nhận, nguyên nhân chủ yếu khiến cho hắn chủ động tới trước mặt Văn Quốc Quyền cúi đầu nhận sai chính là con trai bị bắt. Văn Quốc Quyền từ vẻ mặt của Trần Toàn đã minh bạch, y lạnh lùng nói, Trần Toàn, chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm rồi? Trần Toàn vẫn cúi đầu không nói gì. Văn Quốc Quyền nói, trở về suy nghĩ cho kỹ đi, nếu một người quá ích kỷ, như vậy trong mắt hắn, trên đời này tất cả mọi người đều ích kỷ. Sau khi Trần Toàn đi, Văn Quốc Quyền một mình vào trong thư phòng trầm tư hồi lâu, y vốn đang bởi vì Trần Toàn chủ động tỏ thái độ mà cảm động,
hiện tại mới hiểu được, Trần Toàn sở dĩ đăng môn tỏ thái độ, là vì bị bức ép, Văn Quốc Quyền không khỏi cảm thấy mất mát, lại bởi vì mất mát mà cảm thấy thương tâm, bởi vì thương tâm mà phẫn nộ. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, sau khi được đồng ý, La Tuệ Ninh nhẹ nhàng đi vào trong phòng, nhìn Văn Quốc Quyền một mình ngồi sau bàn làm việc, bà ta lắc đầu, cầm ấm trà trên bàn lên thay nước ấm cho chồng rồi ôn nhu nói, làm sao vậy? Văn Quốc Quyền nói, Trần Toàn tỏ vẻ muốn cho Diêu Hồng Hy đứng ra gánh vác chuyện của hội từ thiện. La Tuệ Ninh nói, thôi, trong chuyện này em nên gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Bà ta không phải sợ gánh vác trách nhiệm, mà là sợ mình đứng ra sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của chồng. Văn Quốc Quyền nói, con trai hắn chắc là đã xảy ra chuyện, nếu không hắn cũng sẽ không quyết định gánh vác chuyện này. La Tuệ Ninh nhìn chồng, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Văn Quốc Quyền thở dài nói, một chuyện khiến anh nhìn rõ một người, anh vốn cho rằng sau khi nguy cơ này bùng nổ thì sẽ có người ngay lập tức đứng ra gánh vác chuyện này, hắn tuy rằng không lập tức đứng ra, nhưng anh vẫn tin tưởng hắn sẽ làm vậy, anh cảm thấy bất kỳ ai gặp loại chuyện này đều không thể không cân nhắc, dẫu sao liên quan tới người nhà, do dự là không thể tránh được. La Tuệ Ninh nói, Quốc Quyền, anh tức giận làm gì, thật ra chuyện này cũng không phải là do Hồng Hy. Văn Quốc Quyền nói, Văn gia chúng ta cũng không sợ gánh vác trách nhiệm. Anh làm quan nhiều năm như vậy, đã lúc nào vứt bỏ bằng hữu của mình chưa? La Tuệ Ninh nói, anh là nói Trần Toàn lần này là bị bức phải đứng ra. Văn Quốc Quyền nói, hắn không đứng ra tôi anh cũng sẽ không trách hắn, nhưng hắn hôm nay đến trước mặt anh nói ra những lời này, rõ ràng cho rằng con trai hắn gặp chuyện không may có liên quan tới anh, uổng cho hắn ở bên cạnh anh công tác nhiều năm như vậy, con người của anh hắn vẫn không rõ ư. Anh đã bao giờ dùng thủ đoạn như vậy chưa? La Tuệ Ninh tới phía sau chồng, nhẹ nhàng vuốt ve hai vai y, nói khẽ, mỗi người đều sẽ nghĩ cho người nhà của mình, Trần Toàn khẳng định đang vô cùng mâu thuẫn, Quốc Quyền, anh không nên tức giận. Nhưng rốt cuộc An Bang đã xảy ra chuyện gì? Ai đã lợi dụng Trần An Bang để bức Diêu Hồng Hy phải đứng ra gánh vác trách nhiệm? Văn Quốc Quyền nhíu mày, lắc đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 229.